tay nó sắp tay nha. Về nhà đi. Trời ơi, em không biết được bao nhiêu người xem luôn mấy chị. Nó không có con mắt xem nó không lên luôn mọi người. Mọi người ai thấy Thảo không mấy chị, chấm bài em cái nghe. Bữa nay chắc 10 người xem cũng không biết, mà 50 người xem cũng không biết, quá 200 người xem cũng không biết luôn. Mấy chị thấy được bao nhiêu người xem báo em với mọi người nha. Giờ mọi người phải cập nhật tình hình, ngang nó cứ hiện cái số 0 lên thôi, nó không hiện gì hết trơn á. Em đâu chị Ngọc Quyên, chào chị An Đào nghiêng. Mấy chị ơi, hôm nay Thảo tiếp tục làm bữa nữa, tại tối nay là nghỉ nên bây giờ gọi là em tiếp tục bữa nữa nha, mở dùm cái đèn cái. Rồi mấy chị thấy em chấm bài tương tác, thả tim thả like hỗ trợ dùm em nha mấy chị. Không, đâu biết được bao nhiêu người xem đâu, nó hiện con không cho tổ bố vậy nè mọi người. Em không nhìn thấy được bao nhiêu người xem hết trơn á. Thôi cứ kệ đi, bao nhiêu người em bán bao nhiêu người nha mọi người ơi. Thả tim thả like rộn ràng giùm Thảo với, chấm bài tương tác giùm em ngang, cập nhật người xem giúp Thảo luôn mấy chị nha. Mê cái túi vàng. Cái túi này là để Thảo đeo á, mà cứ có bao giờ có quen á mấy chị, cái thói quen của mình không đeo riết cũng thành quen luôn. Rồi cập nhật giùm em nha. Trời ơi, rồi em tiếp tục đi một bữa nữa em xả mấy chị nha. Mấy chị thấy hồi nãy có ngoài sau của em có một cái núi đồ không mọi người đó. Bây giờ em sẽ cắt hàng đó em đưa cho mọi người nghe. Con quỷ gì nó bay vô vậy trời ơi. Em tặng đầu like cho mọi người mấy bộ đồ nha nha nha. Rồi mấy chị ai chia sẻ rồi thì hãy comment, còn không chia sẻ đừng có comment nha. Ở đây Thảo có được 1, 2, 3, trời ơi bộ đồ này là 90 mấy ngàn của em, 95. Bây giờ em tặng cho mọi người là 39 ngàn với điều kiện mình có chia sẻ bài giúp Thảo nha mấy chị nha. Mấy chị ghi giùm Thảo là 39 ngàn giùm em. Cái này là 535, em bán shop là 535, em bán like là 515. Mấy chị lấy đi, tại vì cái nàng này của bán shop của em mà, đâu phải là của có nghĩa là em lấy về để em mặc đầm mặc đìa gì đó, em cầm trên tay cho nó sang sang á mà. Nha, lên rồi em bộ 39 ngàn. Cho chị Nguyễn Châu một bộ nè. Rồi cho chị Thùy My một bộ nè. Nè mấy chị hàng bơm không à. Rồi cho Thảo một bộ, Thảo luôn, ok Thảo. Cho chị Quyên một bộ luôn. Cập nhật người xem giùm em với mọi người nha. Rồi hai bộ cho chị Liên Trần. Rồi còn ba bộ nữa mọi người, mượn bộ đi. Nè cho Hoa Nắng ba bộ luôn nè. Rồi chốt cho chị Hoa Nắng ba bộ nha. Cập nhật người xem giúp Thảo nha. Rồi tiếp tục lên áo khoác thì có nghĩa là bây giờ bạ cái gì lên. Áo em mặc hả 95 ngàn. Bây giờ em tặng cho một người, tại vì em lượm được cái mấy chị nha, tại vì mẫu nó còn sót. Em bán cho mọi người cái áo em mặc 69 ngàn nha. Ghi giùm em Thảo là áo 69 ngàn giùm em nha. Những cái áo khung giấy như vậy rất là sang, hàng bữa em có bán cho mấy chị rồi, cái này bị rớt rác lại mấy chị. Nè có mã hàng hết trơn rồi mấy chị, 95 ngàn của em nha. Bây giờ em bán đồng giá cho mọi người 69 xíu em bán cho. Ai lấy áo này ghi áo 69 giùm em nha. Rồi mấy chị xong chưa? Hàng này tí em like cho. Nè bữa em chừa 5 bộ, bữa nay em tặng lại cho mọi người chứ. 5 bộ em mặc 3 bộ, còn 2 bộ em đưa lại mà không hết. Mấy chị lên giùm em mã là bộ 40 đi. Ai có đơn rồi Thảo ưu tiên cho người đó nghe. À giỏ sách là 515, có một cái à, ở dưới shop đem lên đó mà. Rồi tiếp tục giùm em nha, em tặng tiếp 2 bộ, mỗi bộ 40 ngàn giùm Thảo luôn. Bộ đó là em lấy em mặc đó mọi người. Rồi thế nào, hình như là cái cây này ba lửa. Em đụng tới cái gì em like cho mọi người cái đó nha. Rồi cho chị Thảo Thảo Trang Nguyễn một bộ, chị Thoa Trần một bộ luôn. Ok chị ha. À, rồi đây còn bộ nữa mấy chị. Rồi cho chị Thùy Linh nè, ưu tiên cho Thùy Linh về bán lại luôn. Đó Thùy Linh ơi, chơi sang không mọi người. Rồi mấy chị áo 69 cho Thu Thủy Biền nè. Thu Thủy Biền cho xin số điện thoại giùm Thảo nha. Ok chưa. Rồi tiếp tục tặng nữa nè, áo ba lỗ. Đó thật sự luôn ý. Bây giờ em gom em bán mà em cảm thấy xót xa. Rồi mấy chị lên đơn giúp em luôn. Áo ba lỗ này mấy chị mặc chung với cái quần đùi giùm Thảo đi nha. Thì có bán hết đường hết nước luôn mọi người. Rồi em bán cho mọi người 50 ngàn cái này thôi nha. Mấy chị lên giùm em áo chọn màu giùm em cho 50.
Bây giờ không xác định là bán cái gì, cứ thấy cái gì ngay tay là bóc lô bán thôi nha. Là lên giùm em kèm màu giúp em nha. Đáng 50. Áo bra em mặc còn, tí em like cho. À, chắc em định mai mốt em like đó mấy chị nha. Tăng đan nhẹ em chân, em cảm ơn chị Hoàng Châu. Ba lỗ này là cung hàng á mọi người. Áo hồng là chốt cho chị Tâm Trần. Có cái áo hồng một à. Trời ơi trời. Rồi áo cam là em chốt cho Thanh Thảo nè. 50 luôn. Đụng gì xả đó nha. Giờ không có biết được cái gì hết. Xả để tập trung qua mấy bữa. Hàng về bây giờ cả mấy chục bao đằng trước em chưa có like được mọi người. Rồi chị Thu Thủy Biền cho số. Sai rồi tôi gửi biển xóa đơn giùm em. Chị ơi số 0 không bấm bấm chữ O sao nó hiện được. À, ba lỗ đen cho chị Trần Kim luôn. Rồi lên giùm em ba lỗ luôn. Rồi đen cho Lý Phơm luôn. Rồi lên đen 50 giúp em. À, áo cam hả? Cam Thảo hết nè ha. À, áo trắng cho Ngọc Quyên nè. Ok. Áo nu là của Úc Trang nè. Ok chị ha. Có đỏ nữa mọi người. Trời ơi là trời. Bán 50 luôn. Giờ cử kết chia sẻ livestream thôi. Tí nữa Thảo lên quần rinh nữa cho nha. Nói chung là xã sẽ cố gắng từ giờ cho tới chiều. Tối là nghỉ coi đá banh nha mọi người. Ý là nếu mà em không nghỉ thì mọi người cũng không thể tập trung được. Nên là rồi mấy chị lên giùm em luôn nha. À, đen là cho chị Tha Trần nè. Rồi đen cho Úc Trang nè. Rồi mọi người em còn đỏ với trắng luôn. À, trắng cho Bì Ly nè. Rồi đen cho Diễm Phan nè. Rồi đen cho chị Diễm Phan ok. Rồi còn một cái nu nữa mọi người. 50 ngàn thôi. Rồi áo đỏ là cho Tiền Meo. Áo này 70 á. Rồi đỏ cho chị Võ Thùy Dương. Rồi đỏ Võ Thùy Dương luôn. Rồi còn đỏ với trắng với nu giúp em. Thông hàng. Cái này bữa em có nói mấy chị một lần cái giải này. Nó mồi kinh khủng khiếp luôn. Rồi chị Nguyễn Anh áo đỏ nè. Nguyễn Anh áo đỏ. Rồi em còn trắng đỏ nu ba màu. Không lấy là em đem xuống shop nha. Em xuống shop nha. Có tí mấy cái áo có cổ màu đưa đây luôn. Rồi tiếp giùm em luôn. Ủa trắng hả? Diễm Phan có trắng rồi phải không? Chị Võ Thùy Dương trắng luôn. Chị Thảo còn nu với lại đỏ đó mấy chị. Còn nu với đỏ nghiêng. À, cái này là đụng đâu đưa đó. Đụng đâu là chơi đó luôn. Nè cái này bữa mấy chị mua với giá 79 ngàn nha. Mà mua không được. Rồi lên giùm em luôn áo giấy 69 ngàn. Cái áo giấy 69 ngàn chấm bài mạnh giùm em với lại báo lượt xem giùm Thảo với nha mấy chị. Đây là cái đầm kèm quần nè mấy chị. Chấm bài tương tác dữ dội giùm em. Em đang đặt cái tay y chang như thế này nhưng mà màu khác. Ở phía sau dây kéo 60kg, ai dưới 60kg cột cái dây phía sau giúp Thảo ha. Rồi set đầm này em tặng cho mọi người cái 3 set. Set này là set sơ mi, ghi giùm em là set tặng 50 ngàn thôi. À, áo nu là cho, áo nhu cho Nguyễn Anh. Đỏ là cho Diễm Phan, ok. Rồi còn áo mặc áo giấy 69 ngàn. Rồi cái set đó em tặng mỗi set 50. Áo giấy cho chị Tuyền Mèo, ok ha. Tối nay em Thảo sẽ tập trung nghỉ rồi. Ngày mai Thảo sẽ cố gắng. Trời ơi mấy chị. Rồi cái này mất cái quần rồi. Đây hai hàng VIP. Trời ơi. À, set cho bé Giang. Set cho Kim Hồng. À, set cho chị Tâm Trần luôn. Ok chị. VIP chưa mọi người ơi. Rồi mấy chị cho em xin áo cam này. Em bán mọi người 85 thôi. Có hai màu cam với trắng nha. Dạ hôm nay hàng xả nên nó không có chủ đề của nó mọi người. Nha đụng đâu xả đó nên nó không có chủ đề. Cứ lên like rồi hốt thôi nha mọi người. Vài bữa nữa đi nha. Và mà hẹn mấy chị thứ hai nha. Hẹn mấy chị mọi người thứ hai sẽ có những cái gọi là đột phá nha mọi người. Còn bây giờ là em coi như là hàng của em. Và mấy chị mua được cái gì mà gọi là rẻ nhất mấy chị hốt thì em giờ coi chất lượng hàng ra làm sao. Để coi cái phong cách em bán cái vải vóc của em chọn như thế nào nha. Rồi mấy chị 85 ngàn thôi. Trắng 85 cho Phạm Tiên nè. Rồi của em mặc là cam. Trời ơi cái vải mọi người thấy nó ống ống lên không? Khỏi cần suy nghĩ và bàn cãi gì luôn á. Nha. Rồi cam là cho Úc Trang nè. Ok cam cho Úc Trang. Bra em mặc tí em like cho. À, bữa giờ nói em like mà em quên mất. Nó có hai màu đen trắng thì phải. Mấy chị ơi. Nha nhận được cái áo 60kg này của em rồi. Sẽ thương em nè. Cam em hết rồi. Mấy chị lên đơn giúp em cái này nghiêng. Mã vàng liền đi 60kg. Hàng hiếm mấy chị được có mấy cái thôi. Lên đơn em tặng cho mấy chị 69 ngàn thôi. Trắng em hết rồi. Hàng 139 ngàn vài bữa nữa Thảo like cho ha. Hàng này đặc biệt. Form này là form XL nha mọi người. Là form không có bán ở ngoài. Mấy chị phải đặt hàng mới có size XL này. Lên giùm em vàng liền giùm Thảo nghe. Còn vải là khỏi suy nghĩ. Để em coi cái cây nào XL. Rồi lên giùm em vàng. Vàng cho Giang Phạm xã 69 luôn. Rồi trắng không mấy chị. Mẫu này là XL nha. XL thì 60-62kg mặc cũng vừa.
yên tâm 100%. Form này là form đại XL, còn form bình thường chỉ có size L hoặc là size M hoặc là không có size. Còn hàng này là hàng đặc biệt. Áo này nè, áo xuất khẩu, mấy chị có thể mua hàng này tới cả 90 là rẻ nhất cho sỉ đó mấy chị. Rồi vàng cho Úc Trang nè. Rồi trắng là cho Trần Ngọc nè. Trắng XL, vàng XL giúp em nha, xả 69. Em nói em xả rồi nên mã nào cũng sẽ là rẻ hơn hết. Rồi hai trắng là cho Trần Ngân nè. Trần Ngân có hai trắng là hết trắng nè. Em nào hết trắng rồi chị ơi. Rồi lên giùm em nu luôn. Nu này cũng XL, nguyên cây này XL hết. Lỡ rồi quất luôn. Rồi hồng giùm Thảo luôn ha. À, vàng là cho chị Thái Ngọc luôn nè. À, vàng là cho chị Thái Ngọc nè. Trắng giùm Thảo hết rồi. Em còn đỏ. À, trắng XL còn hai cái nè mấy chị. Trắng XL của Úc Trang xóa giùm chị cái em. Trắng cho Ngọc Tú nè. Rồi trắng cho Tiền Miêu nè. Ờ, nu hả? Nu của em có còn không? Nu còn cái nữa cho chị Hoàng Yến nu nè. Rồi chị Hoàng Yến nu, ok chị ha. Còn hồng với còn đỏ XL. Rồi hết mọi người. Còn hồng, hồng cho Nguyễn Anh nè. Hồng cho Nguyễn Anh. Rồi là hết luôn rồi, còn đỏ nữa là hết nè. Có cái vàng cho chị Lan Lâm nè. Để em coi đúng không? Rồi vàng XL cho Lan Lâm nha. Cập nhật số người xem liên tục giùm Thảo nha mấy chị. Em thấy view cao em sẽ cố gắng lựa mấy cái mặt hàng nào nó có số lượng tí xíu. Ờ, đỏ em chốt cho Hằng Trương. Rồi đỏ Hằng Trương nè, xả 69.000 nên hốt hết giùm em nha. Lỡ trong chuyến xả là sẽ xả hết cho mọi người. Còn bây giờ mấy chị có thể mua 100.000 về coi vải rồi mấy mốt em bán hàng cao cấp, mấy chị có thể dựa vô đó mà biết à vải nó chọn sẽ là như thế ha. Rồi lên giùm em đỏ mấy chị chết cha rồi, hồng còn cái mấy chị ơi. Hồng Thảo chốt cho Nguyễn Anh nè. Rồi em còn ba cái đỏ thôi nha, còn ba cái đỏ. Áo này là áo ép nhung của em đó mọi người nha. Áo ép nhung mà em bán 69.000 á, 60kg quay đầu cổ tim giùm em. Lên giùm em ép nhung luôn. Em xen kẽ cho, tại tất cả các mã này thường là nó là ép nhung nên Thảo sẽ sợ mấy chị comment sai nên sẽ xen kẽ ép nhung giùm em 69.000. Em có cái mẫu này, ui đỏ XL còn này mọi người, bán 69.000 thôi. Rồi đỏ là cho chị Nguyễn Trang, ý lộn cho chị Úc Trang. Ép nhung cho Giang Phạm luôn, 69 luôn. Ép nhung Thảo còn nhưng mà mẫu của nó hơi lẻ nên không biết bán sao. Ép nhung hai cái hả, mẫu nó nhiều. Trời ơi mấy chị ơi, đỏ giùm Thảo liền 69.000. Form to nha, form này là size XL chứ không phải là size nhỏ nha mọi người. Size XL á mấy chị, XL là 60kg thoải mái giùm em, hàng hiếm á. Nên là nếu mà size thường thì có rất là nhiều, nhưng size XL thì rất là hiếm mấy chị. Lên giùm em luôn đỏ 69.000 nha mấy chị nha. Thấy hết á. Thấy hết đó mọi người ơi. Rồi lên giùm Thảo là mã đỏ. Ép nhung em nhiều lắm mọi người, nhưng mà giờ sao hả? Đè, ví dụ như là tay dài giùm em luôn nha. Đắp nhung là cái giải của nó giãn rồi mấy chị biết rồi đúng không, nên nó dễ canh. Đỏ cho chị Thanh Tuyết luôn, ok chị. Lên giùm em tay dài giùm Mão luôn ha. Ép nhung nhiều mẫu lắm. Nếu mấy chị đã biết hàng này mấy chị mua đại thì Thảo còn để cho mấy chị được. Chứ không là đỏ Linh Trương để đơn riêng ra, không có số. Bộ này mắc cái quần nữa rồi. Đỏ là của Trang Huyền. Dài tay cho chị Đỗ Phương. Rồi em hết mấy chị ha. Ôi tay phòng luôn mấy chị ơi. Rồi mấy chị lên giùm em mã beo ha. Đỏ cho chị Tha Ngọc luôn. Thêm đỏ cho Úc Trang luôn. Mã beo giúp Thảo mấy chị ha. Em xả hết đồng giá 69.000. Trời ơi cổ vuông tay phòng. Rồi mấy chị lên giùm em cổ vuông tay phòng. Chị Linh Trương em lấy số nè. Beo là cho chị Anh Phan luôn. Ép nhung nó nhiều mã lắm mấy chị ơi, không có theo nó nổi mọi người. Mã của nó là búa lũa xô xô luôn. Tay dài em hết trơn rồi. Cổ vuông là của chị Hằng Trương. Rồi ok, sắc nách nè, em được hai cái sắc nách. Em Thảo được hai cái sắc nách, xả giá đồng giá 69.000 sắc nách nha. Đây, để mặc sắc nách lên cho coi. Hàng của HT toàn bộ 100%. Dạ hôm nay chắc là mấy chị dạ thương thông cảm cho em đi. Em bán hàng xả nhiều hơn, tí em lên bộ luôn cho. Rồi mấy chị lên giùm em mã sắc nách. Em được hai cái sắc nách. Có gì cũng có trơn, đã nói hàng xả mà biết gì quá trời món luôn. Rồi tầm mấy trăm mã. Sắc nách chớ với chị Ngọc Tú, má ơi mấy chị ơi, cổ vuông liền. Không thể tưởng tượng được. Rồi lên giùm Thảo mã sắc nách nè. Sắc nách cho chị Kiệt My luôn, ok chị luôn. Má ơi,
Hôm nay em xả nhiều áo khoác nha mọi người, ráng lên áo khoác giúp em nha. Trời ơi mấy chị ơi chết rồi. Chị Hương Lê ưu tiên cho thằng cái nè, chưa nhìn thấy mẫu luôn. Cổ Dung cho anh Phan thằng cái nè, rồi đó nè. Ê cái này giống đầu lai thảo mặc nè mấy chị ơi, đầu lai thảo mặc nè, ghi giùm em là tay ren nha, ghi giùm Thảo là tay ren mấy chị nha. Mua bộ thích gì đâu á hả? Để tí em coi còn không, em lai chắc còn số lượng ít á, bộ 135 đúng không mấy chị thấy không, ép nhung bán rẻ nhất là 180, em bán cho mấy chị 135, về mấy chị coi chất lượng coi chuẩn không, em có trộn giải của mọi người vô không. Tay ren cho chị My Phương, tay ren cho chị Hằng Trương, rồi em hết nha. Hàng này số lượng của nó không có nhiều, cái này là một mẫu hay mấy mẫu đây. Cái này là hôm trước em like cho mọi người rồi, em bán hết rồi á, giờ em đang bán lại thôi. Trời ơi, vậy mà em vẫn bán 69.000 cáo. Đương nhiên cái hàng này coi giảm mạnh rồi nha mọi người. Mã đẹp giùm em nha mấy chị nha. Mã đẹp giùm Thảo nha mọi người, có một cái một à. Rồi lên giùm em mã đẹp, đẹp. Duy nhất một cái, bởi vậy Thảo làm biến line á, nó lẻ vậy các em để đó miết thôi. Beo hồng, cái tay là tay phòng lên nha, hồng giùm em. Đẹp là của Giang Phạm nè, ok, đẹp quá. Rồi chốt giùm Thảo mã hồng nha, thấy hàng này dễ mặc lắm. Trời ơi nè, giống y chang nhưng mà khoét ngực, má ơi cái áo nó sang. Rồi beo hồng cho chị anh Phan, sang lắm, mã khoét giùm em nha, khoét ngực á, mã khoét hoặc là mã ngực cũng được ha. Lên giùm em mã khoét hoặc là mã ngực. Nay em tụt nửa ký rồi đó mọi người, nhưng mà lúc em ăn lên ai biết em vẫn mặc như bình thường. Rồi mấy chị mã ngực em để chung 4 cái mã ngực này cho mọi người nha. Đây nó khoét ngay ngực của mình á. Mã ngực cho Thanh Nhàn, mã ngực cho Hằng Trương, mã ngực cho Thanh Thảo, cho chị My Phương luôn, ok. Rồi Thảo hết mã ngực rồi, thiên. Ôi mã đẹp hình như còn cái nè. Trời ơi má ơi xuất sắc luôn. Trời ơi mấy chị đẹp chưa? Đó, thiệt muốn bán lắm mà do số lượng bán hết rồi, bán lại thôi. Cổ vuông tay phòng tiết nè, 60kg thoải mái nha, nha. Cổ vuông tay phòng giùm Thảo luôn. Nhiều lắm, mấy áo này Thảo có nhưng mà nó bị lẻ mất rồi nên Thảo bữa giờ Thảo không bán. Mã beo giúp em, beo này cũng tay phòng giùm Thảo luôn nha, beo tay phòng. Mã đẹp hết rồi. Ok, bộ 135.000 còn hàng không vậy? Ép nhung á. Nay em cố gắng em like thêm bộ cho mọi người nữa nha. Cổ vuông tay phòng với mã beo giúp em được hai mã nè. Còn một cái vuông chéo nữa mọi người. Mã beo cho Thanh Nhàn nè, ok. Cổ vuông tay phòng cho Duyên Nguyễn luôn, ok. Trời ơi xuất sắc. Vuông tay phòng cho chị Lisa luôn. Má thấy đã mất tiêu rồi. Rồi vuông tay phòng còn cái nữa. Vuông không phải nha, Ngọc Thảo là không có, em gạch xe xíu luôn. Chị Linh Trương vuông tay phòng, sao bà comment hai mã vô thành một vậy. Vuông tay phòng cho chị Osaka. Rồi hết rồi. Osaka bên Thảo không cho kiểm hàng đồng ý không? Hết rồi. Hôm nay Thảo like hàng gì hả? Hôm nay Thảo like hàng, hôm nay em bán hàng thập cẩm mấy chị nha. Để em tập trung em xả bớt cái kho của em á, những cái hàng lẻ tẻ. Có những mẫu là em bán còn sót lại, có những mẫu là của khách bơm, có những mẫu là có số lượng này kia nọ nha. Hoặc là có những mẫu em cắt mẫu em không bán nữa, ví dụ như set ngủ chẳng hạn, những cái set đó em sẽ em đứt mã lại để em ngưng, em bán nhiều món quá em nhớ không nổi. Đây mọi người nhận bộ đồ về mọi người không tin mấy chị. Dạ không đẹp là được đẹp hay không là ở bản thân chị cảm nhận, chứ nói câu vậy Thảo không dám giao, bên em không cho kiểm hàng, mình đồng ý mình báo em nha. Rồi bộ hồng giúp em, vuông tay phòng để tạm qua cho chị Thanh Hảo đi, chị Osaka để đó, khi nào chị đồng ý không kiểm hàng rồi lên hàng em. Còn nói đẹp hay không là ở cảm nhận của mỗi người nha mấy chị. Lên giùm em màu hồng. 330 người xem. 135.000 60kg, trời ơi 62kg cũng vừa đúng không. Thanh Nhàn bộ hồng. Rồi không phải bèo phối, nguyên một bộ luôn á, chị Thấm Nguyễn một bộ luôn. Trời lên giùm Thảo nghe, bộ hồng giùm em nha. Bộ hồng, bộ hồng 135.000 ít nhung giống như cái này luôn. Bộ hồng, vuông tay phòng em hết rồi. Hồng cho chị Khang Thái Lê. Trời lên giùm em hồng, hàng co giãn mà. Cho chị Thanh Tuyền bộ hồng luôn. Nguyên cái lô này em cắt mẫu cho mấy chị luôn á.
Rồi lên giùm Thảo tiếp bộ hồng. Đây mẫu này em còn được 2 cái nha mấy chị. Đa số là càng ấy á. Bộ hồng cho chị Dầu Nguyễn luôn. Cái dải của nó thì thôi rồi là mơi luôn ấy. Mấy chị lên giùm em mã 1 giùm Thảo nghe. Bộ hồng còn bộ nào không em? Hết chị. Này mã 1 em có 2 cái mã 1 thôi. Lẻ quá bán không nổi mấy chị. Hết hồng rồi. Trời ơi. Cái này em nhớ là có một cây nè. Đâu rồi? Áo sơ mi, áo giấy mà sơ mi mọi người. Rồi mọi người áo giấy mà sơ mi. Ăn mặc ớt nhung luôn nè. Rồi mã 1 là em để chị Linh Trương 69. Mã 1 để cho Nguyễn Anh 69 luôn em. Sơ mi giúp em nha, 69 ngàn mấy chị. Em sang kẻ nhiều món lắm mọi người. Vài bữa nó đi em đỡ bệnh phùng lên rồi em sẽ bán cho mấy người tập trung cho. Hôm nay nó về cũng nói chung là chắc ổn rồi. Tại vì em đặt hàng em phải họ phải đợi họ may xong. Mẫu này chưa bán mấy chị. Mẫu này 60, 62, 63 kg vùng vừa nè nha. Sơ mi là cho Linh Trương. Mấy chị nghe em Thảo nói về cái áo này không nha. Lịch sử áo này không là mấy chị mặc được thành một cái áo cao cấp rồi. Chưa nói tới nguyên bộ đồ. Chị lên giùm em mã số 2 đi Caro giùm Thảo ha. Tuyệt vời chưa mọi người. Ở trong là có thêm một cái miếng lót nữa. Tay của nó nè. Bao nhiêu ký mà cũng được hết trơn á chị nha. Caro hoặc là mã số 2 giùm em cũng được. Có 135 thôi đó mấy chị tin không. Có 135 hàng cây đó mấy chị. Rồi Caro cho Thanh Nhàn. Đó là bữa em bán một đợt rồi đó. Còn mẫu này là em chưa like đúng không. Nên mấy chị mà mua được cái đó rồi thì bây giờ tự tin mua hàng này rồi. Cho chị Mai Nguyễn luôn. Cho chị Lan Cát nè. Rồi chị Phan Cẩm một cái luôn. Chị Thảo Trang Nguyễn luôn. Hai Caro cho Caro cho Osaka. Caro cho Mông Chi hỏi người. Mã 2 cho Nhung Nguyễn. Caro cho Trinh Phương. Caro giúp em nha mọi người. Caro giúp em. Cho Dầu Nguyễn luôn. Cho Quốc Anh luôn. Cho Linh Trương luôn. Rồi cho Ngọc Ánh luôn. Rồi em Thảo hết Caro rồi. Rồi Thảo hết Caro. Rồi mấy chị mã này. Thấy nghỉ chứ. Trời ơi tối nay Nam đá rồi mấy chị ơi. Sao vậy. Mã này giống y chang mã Loan giùm em nha. Tại vì nó là giống mẫu nhưng nó hơi khác cái họa tiết á. Mấy chị lên giùm em mã Loan đi nha. Mã Loan giúp Thảo. Đây thêm một cái thun giấy nữa cho mọi người nha. Thun giấy mấy cái hàng này á mấy chị về mấy chị giặt á. Mấy chị cố gắng mấy chị suy nghĩ gì nè. Ê giặt trong 5 phút sau mấy chị chạy ra coi xem. Nó chịu khô không nghe. Lên giùm em mã giấy đi mấy chị nha. Bán 69 ngàn thôi. Mã Loan em để cho chị Nhung nè ok. Dạ có tí thôi Thảo lên. Nói chung số lượng nó còn ít. Nó còn không còn nhiều. À xét 155 khoảng tầm thứ hai. Thứ hai mọi người nhớ tập trung vô gặp Thảo nghe. Thứ hai mọi người nhớ tập trung vô gặp em để mua set đẹp nha. Thun giấy là cho chị Chi Trần 69 nè. Mấy chị ơi. Trời ơi thun giấy giúp em nha. Mã Loan em Thảo hết rồi. Thun giấy này co giãn 40kg tới 65kg thoải mái. Em cảm ơn chị Mai Nguyễn. Lên giùm em giấy hàng này. Chị cần mấy chị mặc một lần thôi. Mấy chị sẽ nhớ hoài. Thậm chí mấy chị bỏ luôn cô Tâm. Bởi vì nó không xù lông như cô Tâm. Rồi cho chị Đỗ Phương. Chị mới bé cho xin số luôn. 69 ngàn giùm Thảo nghe. Cho Hòa Trần. Cho Thúy Đoàn. Rồi cho Ngọc Tú. Cho anh Phan. Dạ ok chị. Mai sẽ lên hàng cao cấp. Nhớ hứa. Cho anh Phan hứa mấy chị lâu rồi. Cho chị Thu Hương. Rồi Mã Loan em Thảo hứa. Hai cái là cho Trinh Phương. Giấy giùm em nha. Cho Nghi Ngọc. Cho chị Năm Lê. Rồi lên giùm em mã giấy mọi người nha. Đợi em xíu đi mấy chị tí nữa đi. Giấy cho Mông Chi hỏi người. Mặc một lần đi sẽ quên luôn cô Tâm. Ok mời bé bởi vì thường đa số cô Tâm thì chắc chắn không biết lâu gần gì hết. Thì nó sẽ xù lông. Dù hạ xịn cách mấy mấy chị mua tiền triệu nó cũng sẽ xù lông. Rồi Nguyễn Sương. Đương nhiên mỗi cái có một ưu điểm và nhược điểm của nó. Có nhiều người ta nói áo giấy nhẹ quá, người ta không thích mặc mấy chị. Nó nhẹ như cảm giác mình không có mặc áo luôn á. Nếu mà thật sự những chị nào mà cơ địa mình cảm thấy mặc một cái món cái bộ đồ mình cảm thấy nhẹ thì mấy chị nên nghĩ tới ép nhung với rồi là thun giấy. Hai loại đó là hai loại rất là đặc biệt. Rồi cho chị Linh Trương luôn. Nguyễn Sương có chưa ta? Trường du lịch Vũng Tàu nè, cuối tháng 7 trường du lịch Vũng Tàu. Tôi định cuối tháng 7 tôi du lịch xuống miền Tây đó. Giấy cho chị Đỗ Thủy ok chị nha. À, để chị chạy lên nha Thảo. Là sao chị Thu Hương? À chị ở Long Sơn hả? Em Thảo sẽ ghi địa chỉ của chị là Long Sơn. Khi nào mấy bạn nhắn tin cái chị ghé shop em chị lấy giùm em nha. Rồi ok chị nè ha.
Không, tại vì shop của em á là mấy bạn phân đơn rồi, mấy bạn mới đem hàng lên shop. Nên mọi người đừng có lên, nhiều khi mấy chị lên không có, mấy chị đi về tay không á. Rồi mấy chị mất công mất chuyện của mấy chị. Đợi đó mấy bạn nhắn tin, có nghĩa là mấy bạn soạn xong hàng, mấy bạn đóng gói sẵn sàng mấy để đó, xong mấy bạn sẽ nhắn tin cho mấy chị một tin bằng số điện thoại, cái mấy chị lên, cái mấy chị ghé ngang đi chợ đi búa gì á, đi ngang shop em mấy chị kêu ơi lấy cho chị cái cục hàng, chị tên là cái đó đó đó, nó sẽ lấy cho chị ha. Đỡ tốn công mấy chị, nhiều khi mấy chị lên mà nó chưa làm kịp hàng á. Quần 1256 không có. Áo thun giấy cho Lan Lê luôn. Ok, xong chưa? Trời ơi, là từ cái này còn có 3 bộ thôi đó hả? Có 3 bộ nè. Ok, họa tiết hơi khác nhau, em để chung cho. Em dơ cái áo lên là mọi người ghiền ngay lập tức. Ai bự con, sợ mặc đồ không vừa, mua đồ online nó ừ, chị mua cái bộ đồ online này chị sợ lắm. Sợ về nhà mặc không vừa rồi bỏ uổng bộ đồ thì hãy nghĩ tới thun này ha. Thun này đặc biệt, nó co giãn mạnh đó mọi người. 60kg thoải mái giùm em nha. Cổ vuông, ở đây có lót nữa. Tay của nó là lỡ và cái phần này là co giãn giùm em nha. Lên giùm em mã cổ vuông giùm Thảo luôn. Rồi mấy chị, còn cái bo này nè là nó sẽ co giãn ở dưới trong. Ở trong của nó là lót, nó lót tới khoảng tầm như đây là nó không lót nữa, để cho mình thấy được sự quyến rũ. Nó chơi chứ đây là lót. Cái này là lưới và cái nhung này nó nổi cộm lên. Nên mình nhìn cái bộ đồ nó ra dáng 3D một tí xíu ha. Rồi mấy chị lên giùm em cổ vuông 135.000 bộ à. Rồi có mấy bộ à. Mấy mẫu này hồi bữa là không biết để đâu mà chưa kịp lên nè. Rồi cho chị Hương Lê cổ vuông. Rồi mấy chị lên giùm em cổ vuông giùm em. Nguyên một bộ ép nhung luôn, giá chỉ có 135 thôi. Nè em cho mấy chị nó hình màu nu luôn nha. Mẫu này là em chưa thấy đưa hàng cho bán luôn nè. Ồ đẹp chưa? Đó, rồi cho chị Nhung Lê một bộ luôn. Rồi cho chị Nhung Lê một bộ luôn. Rồi. Mấy chị lên giùm em cổ vuông. Đương nhiên mấy hàng này là nó sẽ resize cho mọi người rồi, tại độ co giãn của nó ha. Nhẹ lắm, 65kg mà vừa luôn. Rồi lên giùm Bảo luôn nha. Mấy chị lên giùm em cổ vuông. Tay của nó là lỡ lỡ. Và ở dưới đây là đen đen nữa, che được cái bụng của mình. Nên ai mà bị sợ cái phần khuyết điểm thì quất nó giùm em. Cổ vuông cho Osaka nè. Rồi mấy chị lên giùm Thảo cổ vuông giùm em mới nha. Nè đó, em xen kẽ cái này cái kia cho mấy chị nha. Trời ơi, cái này nó vẫn lẫn ở đây. Mọi người ơi, áo giấy giúp em nha. Cổ vuông cho Thúy Kim bộ luôn. Rồi cổ vuông giúp em. Liền. Nè thêm còn cái em Thảo mặc hồi nãy nữa nè. Nha giấy 69.000 thằng lẻ mọi người. Này là cổ tim thì phải. Để em coi coi. Trời ơi, cổ tim. Rồi áo giấy 69.000 giúp em. Ok, tới giùm luôn. Rồi cổ tim giúp em, cổ vuông cho Khang Thái Lê. Ủa mã cổ vuông là bộ chứ. Bộ cho Khang Thái Lê, ok. Rồi mã cổ tim giúp Thảo luôn mấy chị. Ủa đây còn cái nữa. Bộ cổ vuông cho Mụ Hà Phan. Rồi áo cổ tim cho chị Trần 69. Giấy tim cho chị Nga Tường. Rồi hết giấy tim luôn. Trời ơi, ủa cổ tim chị dọc xuống chưa vậy? À, đủ tim chưa? Là dư tim à? Dạ tim cho vợ bé Tư, ok chị luôn. Rồi, trời ơi, cái mã đẹp, áo xanh giúp Thảo luôn. Mặc vào ghiền luôn á hả? Áo giấy tay phòng còn cái không? Rồi cho chị Lisa Trần. Rồi mã này lên giùm em xanh luôn mọi người. Em đang đặt hàng thêm, chắc khoảng tầm 2 ngày nữa có hàng á. Màu xanh cho chị Mỹ Xuân. Rồi xanh Thảo chốt chị Mỹ Xuân. Em lên thêm một cái áo giấy này, nó xí xọn lắm mấy chị. Cho mấy chị coi cái này. Nó xí xa xí xọn vô cùng. Mọi người phải lấy được cái áo này nha. Cái hoa văn của nó cũng đẹp. Mấy chị lên giùm em mã số 10. Không lấy không được. 69.000 nha. Mấy cái hàng cây này đáng lẽ là em chưa có like rồi, để sẽ lựa mẫu. Có những mẫu sẽ để tới hôm mà em like hàng cây á. Thảo like cho, lỡ lấy rồi. Rồi mấy chị lên giùm em luôn mã số mấy á ta? Số 10 hả? 69.000, 65kg mà cũng vừa. Mã tiết cũng đẹp, cổ thì cổ vuông và cổ của nó may cho mấy chị nè. Chữa ly ở đây nè, thấy to không mấy chị? Kỹ lắm luôn. Bộ cổ vuông cho cô bà ngoại gấu nè. Rồi mấy chị lên giùm em đặt mã 10 phải không ta? Mã 10 cho chị Thanh Nhàn. Mã 10 cho chị Đỗ Phương. Mã 10 cho chị Anh Phạm.
Mã 10 em chốt chị Hằng Trương. Mã 10 em chốt chị Năm Lê. Mã 10 cho Mong Chi hỏi người. Rồi mã 10 giúp em. Xuất sắc luôn hả? Cảm ơn. Mã 10 cho Ngọc Nhanh. Em đang lựa, em đang may. Để may xong rồi em like nha. Rồi cho Úc Trang. Mã 10 cho cô bà ngoại gấu. Mã 10 giúp Thảo nha mọi người ơi. Trời cái cổ tim nó quá xuất sắc. Cho mới bé mã 10 cho Trinh Phương mã 10. Rồi mã 10 cho Nguyễn Anh luôn. Mã 10 cho chị Đỗ Thúy luôn. Rồi mã 10 cho Ngọc Ánh luôn. Chốt giùm em mã 10 mấy chị ơi. Mã 10 cho Quách Thiệt nè. Mã 10 cho Bích Dương. Mã 10 cho Linh Trương. Trời ơi mã 10. Nhìn cái cổ tim của nó đi mọi người. Rồi riêng giấy hả? Riêng giấy nó hết tay mất rồi. Hồi sớm mấy bạn phải gọi là đi kèm hàng luôn. Chị Nghiêm Trần. Để tí em hỏi còn dư sao nào. Hồi tối em bán cho mấy chị hết trơn rồi. Mã 10 giùm Thảo nghe. Mở ra cho một cái nữa coi nè. Mấy chị nhìn cái cổ tim mai kỹ càng ghê không? Nha mấy chị. Mã 10 giúp Thảo nha. 10. Dạ 69 ngàn rồi chị. 10 em chốt cho chị Chi Trần luôn. Rồi lên giùm em mã 10. Coi cái cây này em thấy nó giống không rồi em đưa cho mấy chị. 1, 2 cái, 3 cái. Trời ơi, áo này giống của nhà hàng HP á mọi người. Vô để em coi kiểm tra xem. Rồi ok, có nhiều đây cái giống nhau nè. Mã 10 cho cỏ xanh. Mã 10 cho Chi Trần ơi, ghi thêm mã 10 đi Chi Trần ơi. Ghi vậy là thành 3 đó, nãy 1 rồi. Một tờ phiếu là ra một cái mà. Rồi chị Thái Ngọc mở 10 luôn. Ok. 69 ngàn thôi. Đây là hàng xả không phải là hàng. Nếu mà hàng hồi bữa là 75 ngàn cho tới 85 ngàn một cái. Tùy vô lô, tùy vô đợt hàng thảo về. Còn đợt này là do nó bị lẻ rồi nha mấy chị ha. Mã 10. Ủa Chi Trần có gọi cầm em một lần thôi. Cầm em một lần cho Thảo thôi. Mã này em được một cái, hai cái đi. Em có hai màu, màu nhạt và màu đậm. Màu em đang cầm là màu đậm. Em còn một cái màu nhạt nữa mọi người. Hai cái cho Trinh Chương trước nè. Trinh Chương 69 ngàn nè. Rồi đi lên nhạt với đậm giúp em đi. Mã 10 cho Thanh Tuyền, mã 10 cho Ngân Lê luôn. Mã 10 là mã cổ tim. Còn mã là cổ này là đính hoa giùm Thảo nha. Đính hoa, tay của nó là phòng. Và mọi thứ đương nhiên rồi. Tất cả vải đều may một. Còn cái nào mà nó không giãn thì ở đây nó sẽ có phần bo. Màu đậm cho Hương Lê. Màu đậm cho cỏ xanh. Rồi ok. Mã 10 thêm một cái cho Mông Chi hỏi người. Rồi còn cái này là màu nhạt nha mấy chị nha. Cái này là màu nhạt, lên nhạt giúp Thảo luôn. Ok chưa, nhạt. Nhạt cho Nguyễn Anh. Rồi nhạt Thảo còn cái nè mấy chị. Đậm hả, đậm hết trơn rồi. Đậm Thảo hết, đậm Thảo hết. Xong lên tiếp bộ này. Để em coi bộ này. Đính hoa màu nhạt cho Ngọc Thảo. Rồi là hết luôn rồi đó. Em nào hết mấy chị nha. Xuất sắc chưa. Cái nào mà mấy chị cảm giác cái giải của nó không phải là giải nhung thì ở đây sẽ là Boris. Tại vì tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có cái tay giống nhau. Nếu mà tay to thì nó sẽ giãn ra, tay nhỏ nó co lại. Vậy đó, nên nó sẽ dễ mặc rất là nhiều. Rồi Thảo hết trơn rồi, để em coi mẫu này giống không. Trời ơi xuất sắc mấy chị ơi, thật sự che được bụng đó. Bộ này 135 ngàn thôi, lên giùm em mã bộ đi ha. Lên chữ bộ là được rồi, mã bộ thôi, mã bộ thôi. Muốn xóa thì gọi điện xóa chị ơi, mấy chị ơi đừng có báo xả trên live mất hứng lắm. Mã bộ, được có mấy bộ à? 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, để em kiểm tra cho kỹ nha. Khác nhau là chết luôn đó mọi người. Bộ này bộ trắng nè mấy chị ha. Bộ trắng, bộ em mặc là nâu đi ha. Mã bộ kèm màu giúp em đi. Mã bộ kèm màu cho mấy chị Lã Mười nè. Bộ cho chị Lan Bùi. Rồi bộ cho Nhung Nguyễn. Còn ai lấy trắng báo em nha. Em đang dục cho mấy chị màu nâu á. Hai bộ rồi hả em? Dạ, 2 bộ. Rồi cho chị Nhung Nguyễn, cho chị Linh Trương, cho Mông Chi hỏi người. Rồi em còn bộ, còn hai bộ này là trắng nha. Bộ cho Hồng Ngọc luôn. Rồi hết, em còn trắng thôi. Còn một bộ chị. Còn bộ nữa hả? Còn bộ nữa, vậy là còn trắng với còn bộ nữa đó mấy chị. Tay phòng giùm em nha. Còn bộ nữa cho Lan Cá là nâu. Rồi hả, mặc màu trắng lên cho. Đây. Lên trắng giúp em nha. Hồi nãy em nói mấy chị cái đầu em ngứa, chị không nổi bây giờ gọi lại. 135 ngàn. 3 bộ, ngứa là không màng ăn gì được luôn á. Trắng cho Linh Trương.
rồi trắng như não nha, còn trắng không mà hết màu nâu rồi. Để em cột cái não lại cái mấy chị ơi, cho chị cùng thun luôn. Cái sao không gọi đầu là chết luôn á mấy bà. DT rồi, DT chắc mai đầu lai cho. Nhưng còn màu trắng, trắng cho Osaka. Trời mưa có tho kem ngày không Thảo hay Sỏi? Trời đất ơi, không phải. Rồi trắng cho chị Kim Thoa, mấy chị hiểu lầm về cái kem ngày. Mấy chị cứ nghĩ có nắng là mới cần chống nắng. Có mấy chị. Cái tia nó khác với cái ánh nắng nha mọi người. Nha. Cái tia nó khác, nó trắng chưa? Rồi áo này có cái là ghi giùm em áo giấy đi, một cái một. Rồi giấy đá giùm em luôn. Trời ơi, cái này nó đẹp. Bởi vì cái hàng bị rớt lại là cái hàng nó đẹp đó mấy chị. Rồi cái này là lên giùm em áo giấy, còn cái giấy này là giấy đính đá, tay của nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi mấy chị giấy đá 69 cho Nguyễn Anh. Rồi hết rồi mấy chị. Rồi tí nha. Giấy đá cho Thanh Nhàn. Rồi hàng này là hàng rớt mã lại. Em sale 145 luôn, kệ nó đi. Size 157kg quay đầu xuống giúp em áo hồng 145. Hàng này bữa dành không có được. Anh chị em mình ai mà hôm nay mua được, mai mốt nhớ là phải ủng hộ Thảo nha. Đợt này Thảo về ít, đợt sau Thảo về rất là nhiều luôn. Nha, lên giùm em màu hồng. Rồi xanh giùm Thảo luôn. Áo phát xanh giùm Thảo luôn. Quá xuất sắc rồi. Nha. Rồi hồng này, hồng cho Nguyễn Anh. Rồi xanh. Đẹp quá, mẫu này đẹp quá mấy chị. Không có. Hàng bị rớt lại á. Cũng có thể là chưa đem vô rồi bán mấy chị. Cam phía sau nè. Váy Thảo mặc nó có size. Cam, cam da giùm em. Còn túi tiết dây nhợ là đừng có lo. Còn 45 là bán dữ dội rồi đó. Giá dữ dội rồi đó. Đâu rồi ra dữ vậy. Cam 149 như vậy. Cam giúp em phát xanh cho hoa hồ. Rồi màu cam giúp em phối trước phối sau. Mấy chị ghi ấy giùm em ha. Hàng này hàng xả rồi. Độ đẹp chưa mấy chị? Đẹp khủng khiếp không? Rồi kéo dây giúp em. Rồi lên giùm em áo cam luôn mọi người nha. Cam giùm em 55-57kg. Áo form áo cam. Áo giấy em không dám lên cho mọi người đó, biết sao không? Bây giờ mà lên á, mã nào cũng áo giấy. Trời ơi, giấy trắng giùm Thảo nghe. 60kg thoải mái giùm em. Tay là tay phòng nha mấy chị nha. Cái giùm Thảo là trắng. Áo này em like cho tới chiều chưa xong á. Mọi người cứ comment bình thường thôi. Đẹp chưa? Giấy chéo giùm em luôn, 57-58kg giùm Thảo luôn. 60kg thoải mái. Xuất sắc mọi người, giấy chéo giúp em. Giấy trắng là cho Cari. Rồi, giấy chéo giùm Thảo ha. Nó khoát đợi xíu. Để em coi được mấy cái giấy chéo. Đây, giấy chéo một cái nữa nè. Hàng xả đó. Giấy chéo giùm em. Rồi, giấy chéo giúp em. Ủa, chưa có ghi ghim hả mọi người? Trời ơi, đẹp. Đang gặp đơn ngày hôm qua. Đẹp chưa? Ở phía sau có bo thun lên 60kg mặc được nha. Hoa nhí giúp em. Giấy chéo cho Ngọc Nhanh. Giấy chéo cho Lan Lê. Rồi được hai cái mấy chị. Thôi hai trái này em bán 69.000 cái thôi nha. Một cái bán 69.000 thôi. Có ghim chưa? Hoa nhí là của Mai Nguyễn luôn. Hoa nhí ra được hai cái mấy chị. Trời ơi, sắc màu lộn xộn nha. Giấy chéo không hết rồi. Màu lộn xộn nha mấy chị, được không? Chịu không? Hoa nhí còn cái nhận chị Thắm Nguyễn nè. Rồi cái này mấy chị lên giùm em là mã. Trời ơi, mã cổ vuông tiếp hả? Mã số 15 giùm em đi cho nó khỏi lộn hàng nha. Mã 15. Một nè. Em để chung cho mọi người luôn đi. Mọi người ơi, mua 3 cái về mặt đi. Ai mà gu này thì hốt hết mọi người. Ai gu này mấy chị hốt hết đi mọi người. Hốt hết đi. Giờ mấy chị lựa là tới sáng, nhưng mà mấy chị lựa em Thảo vẫn để nghe. Nha, lựa vẫn để cho mấy chị luôn. 15 cho Thanh Nhàn. Đẹp quá trời luôn mấy chị.
15 cho My Phương Phạm Thị nè. Nâu, ok. Nè cho chị Lan Bùi nâu nè. Cái này của chị Lan Bùi. Rồi mấy chị, hàng này coi giãn mạnh. Coi nhãn siêu mạnh luôn. Ổ vuông nha. Cái này mặc đi tiệc, đi tùng đồ á mấy chị nha. Nhớ giùm em. Chứ đem đừng có đem về làm uổng lắm luôn. My Phương hồi nãy em thêm một cái giùm em. Nâu cho Chi, Chi Trần. 15 cho Linh Trương. Còn hai cái nâu, hai cái nâu với một cái hoa nè. Mấy chị muốn chọn màu thì em cho mấy chị chọn màu. Nhưng mà mấy chị ơi, chọn rồi đừng có comment lại nha. Sẽ ra cực lắm. Cái áo này trong lô khác nên em bán sổ cho mấy chị 95.000 nha. 60kg quay đầu giùm em nha. Khoác đỏ 95. Nâu vuông cho Mụ Hà Phan. Rồi hoa cho Thanh Thảo. Rồi còn cái nâu vuông nữa. Nâu là nâu, hoa là hoa, chứ còn nâu hoa nữa Quỷ Hà nha mọi người. Lên giùm em luôn. Áo đỏ 95. Cái này là của nhà khác anh Thảo, không biết của nhà nào trộn vô đây đây. Rồi mấy chị, áo này bỏ ra đi em ha. À, nâu là của Ngân Kim 69 luôn. Phát đỏ cho Thúy Diễm Lê luôn. Rồi vàng 95 giúp em luôn ha. Rồi mấy chị chốt giùm Thảo luôn. Vàng 95, 57, 58, 60kg. Ờ, của nhà khác nên em đem theo, không phải của nhà em. Áo đỏ có người lấy rồi, còn màu vàng thôi. Còn hàng này thì nó rẻ hơn mấy chị, nó 250. 250, nhìn mặt chùm em nha. Em bán cho 150. Phát vàng cho chị Nguyễn An luôn, ok chị. Rồi lên giùm em luôn. Áo vàng 150 được hai thằng. Rồi hết nha. Em lên cho cái áo giấy này, nó giống như cái hồi nãy, nhưng cái màu của nó đẹp lắm. Cái màu này mấy chị có thể phối với một cái quần jean hoặc là quần sọt. Trời ơi, cá tính cực kỳ. Màu xanh lá, màu xanh lá. Phát vàng em hết rồi, em còn vàng 150. Vàng 95 là của nhà nào á, họ để chắc lẫn vô mấy cái của em, tại vì không phải của lò em mê. 69 nha, giống như cái nâu mà nãy Thảo giới thiệu cho mấy chị á. Nó nhẹ tinh, nhẹ tan á, nhẹ như bong bóng á mấy chị. Cái này em nói mấy chị mua 10 cái chắc giỏi lắm, được nửa ký lô á. Nhẹ lắm. Xanh lá 2 cho Trinh Phương, cái này mấy chị bắn nhóm được. Rồi lên giùm em luôn, màu xanh lá với Thảo. À, 69.000 à chị. Rồi cho chị Năm, cho cỏ xanh. Rồi lên giùm em ạ. Giấy 69 không giới hạn ký nữa. Này có một cái ưu điểm của nó là không giới hạn ký. Mấy chị cập nhật người xem giùm em đi mấy chị. Ví dụ như 5-7 người xem giùm em, chị báo Thảo nghiêng để Thảo biết canh số lượng hàng lên nha. Lên giùm em áo giấy xanh nhẹ. Và đặc biệt nữa, nó thay được cho hàng cô tông của mình. Nó nâu em hết rồi. Xanh lá cho chị Đặng Tư. Rồi xanh lá giùm Mão nè. Xanh lá với tim. Xanh lá mặc đi nhưng không bị xa lánh đâu, chạy gần gũi đó. Rồi xanh lá là cho chị Ngân Thu. Máy của em nó hiện có không người xem mà mấy chị, nó hiện từ đầu buổi tới cuối buổi đó. Nó không hiện hơn được luôn á. Áo trắng này em xả 69.000 cho. À, giấy cho chị My Tiên Lục nè, My Liên Lục giấy. Giấy 69 giúp em mấy chị nha. Rồi trắng 69 luôn nè. Sơ mi mai 139, 139 mai em mới lên được. Cho chị quắc thiệt là xanh luôn. Rồi ai lấy xanh báo Thảo luôn nha. Nè, hàng xuất nè mấy chị. Trắng 70 giúp em, 57, 58 ký. Xanh lá cho Ngọc Nhanh, xanh lá cho Lisa Trần. Trắng cho Nga Tường. Ok chị. Rồi em hết rồi, lên cái này trắng 70 giúp Thảo. Trắng 70 được hai cái nè bạn Châu. Có cái màu đen đi chung với nó nè. Ừ, có cái màu đen đi chung với nó luôn nè. Đen với trắng với em. Trắng 70 cho Trinh Phương, trắng 70 cho Đặng Tư. Rồi còn cái đen 70. Còn quần 282 hả? Trời ơi bắn quá vậy. Cho lên 300 đi. Xuất sắc chưa? Rồi mấy chị lên von giùm em đi, bán 75.000. Đen cho Trinh Phương luôn. Mọi người lên giùm em trắng luôn đi, bán 75 hàng bơm. Được hai cái trắng 15. Rồi hồng chơi luôn 69.000 giùm Thảo. Xanh lá hai cái cho Danh Phụng luôn. Trắng 75 cho Phan Cẩm luôn. Rồi ok, mấy chị lên giúp Hạ Thảo lúc này luôn nha. Hồng 69 giúp Thảo luôn. Mấy cái quần dụng qua nó đem bán đâu hết rồi. Quần riêng á, mấy cái quần riêng á. Hồng là của Trinh Phương. Trắng 70 còn 75 còn không? Còn cái chị.
cho minh minh luôn. Rồi đen em hết trơn. Hồng cũng có người chốt mất rồi chị ơi. Hồng em thảo có người chốt rồi. Tiếp tục áo lưới nè mấy chị. Cái này mấy chị mặc chung với một cái quần body giúp em. Màu này em bán cho mấy chị màu lộn xộn nha. Bán 69 ngàn. Ý là cái họa tiết của nó hơi lộn xộn một tí xíu nè. Ôi trời. Áo giấy. Sang lắm. Cái này mấy chị đóng thùng lên càng sang nữa nha. Lên giùm em áo giấy giùm Thảo luôn. Bán 69 ngàn. Em được mấy cái. Đây tiếp tục xả quần. Quần này em còn mẫu size đại không à. 262 kg. Đen là đen nào vậy ta? Đen qua mã rồi. Áo em mặc 69 ngàn lên mã em Thảo áo giấy. 5 cái cho Danh Phụng. Áo giấy cho Chi Trần. Rồi hotline giùm em chị Banh Ta Gấu rồi. Xanh lá cho Túc Phương. Cái này em còn form cho người to à. Ai trên 55 kg, dưới 62-63 kg thôi. Em hết size nhỏ rồi. Bữa em bán mấy chị 1.2, em bán mấy chị chơi luôn 95. Áo giấy cho Kim Lan Quỳnh luôn. Rồi chơi giùm em quần riêng luôn. Em bán lỗ cho mấy chị nè. Nhanh lên giùm em. Size đại. Và bán mấy chị 95 ngàn cái quần riêng nha. Riêng giấy. Nhưng mà riêng này là riêng lưng thun giùm em. Còn cái kia là hồi tối em mặc cho mấy chị là riêng giấy. Nhưng mà là riêng có dây khóa giùm Thảo nha. Còn cái này là lưng thun. Quần 95 cho Thanh Nhàn. Rồi ghi giùm em quần 95 đi mọi người. Quần riêng luôn á. Còn cái đai này nè. Đã lắm. Nè thấy chưa. Nhẹ tanh à. Rồi cho chị Thu Thủy luôn quần 95. Rồi lên chốt cho em quần 95. Hình như nó có mã quần đùi của nó nữa đó mấy chị. Rồi còn cái này màu nhạt hơn nè. Rồi màu đậm còn cái nè. Cho chị Chi Trần luôn. Nãy gì. Còn không? Còn quần dài đại không? Rồi bây giờ còn màu nhạt ha. Hết rồi chị Mỹ Xuân ơi. Rồi mấy chị lên giùm em nhạt giùm Thảo luôn. Nhạt. Nhạt cũng bán 95 luôn. Em còn 5 cái nè. Anh lấy cho mấy chị hết luôn. Ghi giùm em mã nhạc. Tay phòng nữa nè mấy chị. 2 cái cho Quốc Anh. Còn cái nhạc thôi đó mấy chị ơi. Còn cái nhạc còn không là em còn quần đùi thôi. Nhạc cho chị Lý Phơm. Rồi tiếp tục. Còn cái tay phòng màu nu nữa nè. Mọi người lên tay phòng nu giúp Thảo. Xong cái này em lên áo ấy cho. Áo còn áo kiểu nó. Ủa cái beo này đẹp lắm mọi người. Cái beo sắc nách này nha. Lên giùm em mã beo cho Thảo luôn nha. Rồi ok chị. Cái này lên áo giấy cho Thảo là được rồi. Rồi cái này lên giùm em beo nha. Beo nhạc cho Kim Lan Quỳnh. Rồi beo giúp Thảo 69 ngàn. Nè cái giấy này nè mấy chị, cái màu đặc biệt nè. Hồi nãy xanh lá với màu gì rồi đúng không? Bây giờ có màu nu nè mấy chị. Quần 95 cho beo Quang Quân. Nhạc cho chị Phương Trung. Rồi tay phòng là cho chị Cari. Tay phòng có con cái à. Rồi mấy chị lên cái này giúp Thảo luôn. Trời ơi áo giấy này màu đặc biệt, màu nu. Mấy chị lên nu gấp. Bờ ra nãy giờ chưa đem lại. Rồi mấy chị lên giấy nu giúp Thảo luôn. Ép nhung đẹp không tưởng luôn á hả. Đang chuẩn bị lên nè. Tại vì em sen kẻ cho mấy chị nào mà có nhu cầu cái này kia. Tại hàng xã nó vô số kể mấy chị. Nè nu 2 cho Trinh Phương 69 ngàn. Rồi nu cho Hồng Diễm luôn. Rồi số ký không giới hạn. Cho Ti Ti. Rồi cho Trang Lê. Rồi nu giúp em. Ý là cái màu nu á. Rồi cho chị Nguyễn Anh. Hồi nãy em lên cho mấy chị màu xanh lá rồi đó. Rồi mấy chị lên nu giúp Thảo luôn. Nu cho Linh Trương luôn. Mấy chị lên nu giúp em. Áo em mặc em bán cho mấy chị. Không nhớ giá em bán đại cho mọi người đi. Em bán đại cho mọi người 69 ngàn nha. Rồi nu cho chị Dung Ngô luôn. Nu cho chị Năm Lê. Nu cho chị Trần Ngân. Nu chị Dung Ngọc. Rồi nu cho Mai Nguyễn. Màu nu này còn hàng không vậy? Rồi em hết nu rồi mấy chị, để em lên màu riêu cho. Bà ra đen 69 ngàn. Bà ra này á, có một cái đặc điểm rất là đặc biệt mấy chị. Là cái dải của nó là dải xịn. Nó co giãn cực kỳ tốt luôn. Có màu đen, màu trắng với màu cà phê. Màu xám nữa mấy chị. Bà ra đen. Hai bà ra em lấy hai màu cho chị My Phương nha. Rồi lấy hai màu cho My Phương nha. Lấy đen trắng trước nha. Phơm đẹp lắm em đấy em mà. Tại vì cái này cái giải của nó giải gì á. Gấm gấm hay sao nhìn mút tay lắm. Trần Ngân hai cái luôn. 69 ngàn đi ha. Không nhớ giá nhập. Rồi hai cái cho Trần Ngân nè.
Rồi ra đen cho Diễm Thu. Rồi ra đen hai cái cho Trinh Phương. Hai cái cho Trinh Phương. Trắng hai cái cho Trinh Phương. Nu và đen cho Nhung Ngọc. Rồi nu và đen cho Nhung Ngọc. Đen cho chị Dung Ca Trần. Đen cho Thu Thúy. Trắng cho Quyên Nguyễn. Rồi đen trắng cho Nguyễn Anh. Trắng cho Nga Tường. Có xám nữa mấy chị. Đen cho Úc Trang. Đen cho Úc Trang. Hai trắng cho Phạm Ngọc. Đen trắng cho Linh Trương. Chị Linh Trương ơi, bên em không cho kiểm hàng á, mình đồng ý không chị Linh Trương ơi? Rồi hai cái màu đen cho Thương Vũ. Rồi hai cái màu đen cho Trần Hạnh. Thêm bờ ra đen với nu cho Mi Phương. Rồi đen với nu cho Mi Phương. Bờ ra đen cho chị Văn Trần. Bờ ra đen cho chị Lý Phơm. Hai bờ ra trắng là của chị Hiệp Nguyễn. Hai bờ ra trắng cho Úc Văn Hồng. Bờ ra trắng cho chị Phương Trung. Hai bờ ra lấy hai màu cho Quốc Anh. Hai màu của chị Quốc Anh em bóp vô liền luôn nè. Cái nào mà không có màu thì bóp trước. Bờ ra trắng cho Lý Phơm. Rồi nu hai cái cho Trần Ngân. Đẹp quá, dây này giãn nè. Mà em mặc rồi em khỏi khoe nữa nghe. Chị Quyên Nguyễn nu. Hai bờ ra trắng cho bé Lam. Hai trắng cho bé Lam. Trời mấy chị nó giãn tới cầu Bình Triệu mấy chị. Mặc rồi nên em quảng cáo. Cái này mấy chị mặc chung với mấy cái đồ xếp xếp nó đẹp. Màu xám của nó nè. Chị bé Úc Quỳnh Trang là màu đen. Hai trắng cho chị Linh Nguyễn luôn. Hai trắng cho Linh Nguyễn. Bờ ra đen cho Phạm Diệu. Đen cho Phạm Diệu. Trắng cho Kim Nguyên Phạm Hoàng. Trắng cho chị Trang Mai. Nu cho chị Thanh Tuyết. Rồi trắng cho chị Kiệt My. Đen, nu với trắng là cho chị Hoa Võ. Phải không? Rồi nu với trắng là chị Hoa Võ. Đen với nu cho Võ Hải. Rồi đen với nu cho chị Võ Hải. Rồi bờ ra đen hai cái cho chị Thương Vũ. Bờ ra nâu cho Chim. Trắng cho chị Trần Ngân. Hai ghi chữ trắng ghi chữ bờ ra thêm vô. Rồi bờ ra nâu hết rồi. Trắng là cho Hoa Vỏ. Rồi chị Hoa Vỏ gặt cho em. Gặt nâu đi. Rồi đen là của chị Ngân Thu. Thêm bờ ra đen trắng cho Trinh Phương. Rồi thêm bờ ra trắng cho chị Nương Quỳnh Diệu. Thêm trắng cho Dung Ca Trần. Đọc hết rồi. Còn đen trắng với xám em hết. Rồi bờ ra đen với xám cho Huệ My. Xám cho chị Trần Ngân. Xám này mọi người. Cái ngực á nó đã may cho mình rồi. Hai bờ ra đen chị Anh Quỳnh. Thoải mái lắm. Cái giải này đặc biệt nha. Ôi dễ xu á. Giải ông dệt á. Xu mà mấy chị mặc chung với cái quần xu em bán cho mấy chị đó. Nó đó. Xu. Nó sẽ co giãn kinh khủng khiếp. Mặt nó nhẹ. Nhiều khi em không dám mặc cái mã này biết sao mọi người. Em mặc vô cảm giác nó nhẹ quá em sợ. Nhiều khi em cỡ bà cái áo ra em không hay. Đội quần luôn mấy chị. Đội quần luôn. Nói chung là lên livestream ăn mặc hở hang như thế này không phải là cố tình để làm hở hang. Nhưng mà mặc về để thử đồ. Để thử cái quần áo mấy chị. Nhiều khi cũng ngại. Có những cô bác lớn tuổi cũng xem. Nhưng mà cái này là nghề nghiệp chứ không phải là khoe hay là cố tình à. Phải mặc như thế này để thử đồ lên cho khách thấy những cái áo. Chứ bây giờ nếu mà mặc nó cao lên thì thử cái bộ đồ nó lòi đủ thứ ra. Nó lòi cổ áo rồi này kia. Nên nhiều khi ai lớn tuổi coi cũng ngại. Tại vì cái đây là lao động chân chính nha mọi người. Rồi lên giùm em xám. Chứ không có khoe gì đâu. Rồi Trần Kim có gì đâu khoe đâu. Cái chống tuột nó nâng cái ngực lên đó không có gì hết. Trắng là cho chị Lan Lê Hồ Phương. Rồi trắng. Trắng đen xám nha mọi người. Su. Nãy giờ nói nghĩ là cái giải quên mất không biết nói sao cho mọi. Mấy bữa nay em bị rối từ gì. Rồi mấy chị trắng đen xám với em nha. Cái su này nó khác với cái loại mà hồi bữa giờ em bán cho mọi người. Cái loại này nó may cho mấy chị luôn cái ớp ngực vô trong. Thêm trắng là cho chị Thanh Thảo Chim không. Cái này em nói rất là chuẩn mấy chị. Cái đây là lao động, cái nghề nghiệp. Lao động chân chính không phải khoe khoang gì đâu mấy chị.
chồng của con rồi, chừng nào mà lẫn lơ này kia nọ mới ngại. Có rất là nhiều người ở quê của chồng em xem, em cũng biết, nhưng mà cái này là gọi là lao động. Nhiều khi em thử đồ lên mà không thấy được phơm đồ, khách không có mua. Rồi, chống tuột là coi chị Ngân Thu, ba da trắng cho Kim Phụng. Rồi xám chứ bây giờ mỗi lần muốn thử đồ chạy vô phòng thử đồ, chạy ra biết chừng nào mới xong. Nó vậy đó. Dạ em, nhưng mà tại vì ở nhà bên chồng em người Bắc, cái gì em cũng gọi là nó không có tháng, không có tháng nhiều. Mấy bác xem rồi mấy cô ở quê xem này kia nói trời chắc Thảo ở nhà nữa. Ăn mặc vậy không có, chị chỉ có lên like là buộc lòng phải mặc như thế này để thử đồ. Bởi vì cái áo này nè, nhiều khi á mới chị em mặc là em không dám mặc. Bởi vì nó nhẹ, nhiều khi em thử đồ cái này nè, cái em nắm đầu em kéo ra sao? Trời ơi, có ngại vậy đó. Rồi mấy chị lên màu. Bà ra trắng cho chị Bé Tư. Rồi, thêm cái trắng cho chị Lan Lê. Rồi trắng đen xám giúp Thảo nha. Đây nè mấy chị, trắng đen xám giúp em. Rồi ai lấy màu nào cầm em màu đó giùm em để em tháo ra luôn thôi, nó mốt cất để em chia ra làm ba ngã nữa. Nè mọi người, lên màu giúp em nha. Rồi bà ra trắng cho chị Trần Ngọc luôn, trắng xám giúp em Trần Ngọc. Cái này mấy chị mua về mấy chị có thể phối chung làm một cái áo dây luôn. Cái giấy này giờ còn trời quá xuất sắc luôn. Em mặc thử một cái cho mọi người coi nha. Thêm trắng cho chị Huệ My luôn. Mấy giờ rồi mấy chị một mấy không? Em nói hôm nay tới tối mà em chắc em chết luôn. Lai xong chắc xỉu lên. Áo giấy giùm em 69.000. Thêm trắng cho chị Quyên Nguyễn. Ok, xong này em lên đồ bộ cho. Hai cái đen với một cái trắng là hai cái đen và trắng cho Hà Ngô. Rồi mấy chị lên giùm em áo giấy. Bờ ra đen cho chị Kim Phụng. Bờ ra trắng cho Ngọc Ánh luôn. Áo giấy em mặc là hàng xã, có lẽ có cái. Bờ ra trắng cho chị Vinh Hoa. Em đang mặc màu đen đó chị. Giấy nuôi chị Nga Tường. Rồi siêu phẩm luôn. Hồi nãy em có nói mấy chị, giờ ra màu xám của nó. Mặt nó nhẹ như bong bóng nha mọi người. Rồi 60kg dùm Thảo luôn, thoải mái luôn á. Lên giùm em áo giấy. Bờ ra trắng là cho chị Thái Ngọc luôn. Ok chị. Rồi mấy chị lên giùm em giấy xám đi, 69.000. Còn cái áo này á, nó hơi phức tạp tí xíu, nhưng mà cái này nó sẽ phù hợp với nhiều chị em á, mặc chung với hàng ấy á mấy chị. Bờ ra trắng cho Suối Ngọc. Không, giấy xám giùm em đi. Đây này 95.000 cái. Về nhà mấy chị cái dây kìa mấy chị thắt lại theo cái form của mình, đẹp lắm mấy chị. Mặc được hai kiểu, một là mấy chị chừa cái đai này, hai là bỏ luôn cái đai đó cũng được luôn. Ok chưa, mấy chị lên giùm em ra 95. Áo giấy kem em Thảo hết luôn rồi. Giấy xám cho Ngọc Điệp. Rồi ra này ra 95.000 em chú bán luôn. Giấy xám Nguyễn Anh. Giấy xám Trần Hòa. Giấy xám Ngọc Điệp. Ok có rồi. Rồi mấy chị lên giùm em giấy xám giùm em. Cho chị Phương giấy xám luôn. Nhẹ tanh mắt rụi mấy chị ơi. Đây, tao đem giấy dục lên chưa vậy? Rồi, bờ ra này không giới hạn ký. Giấy xám cho Thu Thủy Biền cho số liền. Cho Hoàng Dung luôn. Cho số liền giùm em chị ơi. Rồi lên giùm em bờ ra. Họ xám cho chị Năm, xám chị Hà Ngôn. Rồi bờ ra 95, bờ ra này thì ai ký tới đâu tự thắt dây phía sau tới đó giúp em ha. Lên giùm em ra 95. Hà Ngô có xám rồi. Ra lên xám với Thảo gấp. Cái này là quần gì đây? Cái này là hàng cây của nó mà. Phải không? Rồi khuyên cái cây của nó chưa có bán hàng theo size của nó sao tự nhiên cắt ra bằng hàng xã. Hàng 150 đúng không? Cái này còn có nhiêu đây hết hàng á hả? Chưa bán lần nào. Để tí tôi kiếm nha. Giấy xám cho chị Ngô Diễm. Giấy xám cho chị Nguyễn Hương. Còn cái này là quần đùi 60kg. Em bán sổ lỗ cho mọi người 75.000 cái quần này thôi. Lên nhìn em quần 75.000. Rồi em bán màu nhạt trước nha. Nó có hai màu á, đậm nữa nè mọi người. Đậm nhạt luôn mấy chị. Giấy xám Nguyễn Hương có chưa? Có rồi chị. Chị Thu Thủy Biền không cho số đúng, bên em không lên đơn nữa chị ơi. Quần 75 cho Thanh Nhàn. Rồi 75 nhạt cho Thanh Nhàn. Nhạt với đậm giúp em. Cho số không cho số không. Chị cho số chữ O xong rồi nó hiểu được cái gì chị ơi. Giấy xám cho chị Danh Phụng. Mấy chị cho số vậy phần mềm nó không nhận đâu. Rồi màu nhạt với màu đặng luôn. Nè mấy chị ha. Nè.
Rồi lên giùm em luôn, nhạt với đậm luôn. Đậm là cho chị Thấm Nguyễn. Đậm chị Thấm Nguyễn. Hai đùi cho Hiệp Nguyễn luôn. Rồi hai quần cho Phi. Hai đậm hai nhạt. Hai đậm không có sợ trùng đâu, em lựa cái đai khác thêm cho. Hai nhạt cho Phi Yến. Đậm cho Mộng Nghi. Đậm nhạt cho Mỹ Xuân. Đậm cho Ngân Thu. Và ra 95 cho chị Bé Tư. Một đậm một nhạt cho chị Ngọc Điệp. Chị Tuyền Thanh là một đậm. Hai cái cho Yến Nhi Trần. Hai cái cho Úc Trang. Đậm cho Nguyễn Thanh. Đậm cho chị Ngọc Thảnh. Ba cái đậm cho chị Trinh Phương. Rồi cho số 0 nữa. Đậm cho Hoa Trần. Đậm và nhạc cho Hà Ngô. Ta kê hai đậm, một đậm một nhạc. Nhạc cho Nguyễn Anh. Đậm cho Thảo Duy. Rồi em hết đậm rồi. Xám hết hàng hả? Áo xám hết hàng hả? Áo xám Nguyễn Sương. Áo xám cho Bé Quang Quân. Hết đậm rồi. Nhạc cho Tuyền Thanh. Bờ ra đen cho Thảo Duy. Nhạc cho chị Ngân Thu. Chị Ngân Phan có một đợt nhạc à. Rồi nhạc hai cái cho Trinh Phương. Áo xám cho Nguyễn Phương. Còn nhạc cho Hương Lê. Em còn nhạc à. Mấy chị mua ba cái đấu sao đâu. Cái đai của nó đấu liên quan với nhau đâu. Má ơi, máy của em được ở 75 sao. Không người xem mà 75 sao mọi người ơi. Đờ ơi là đờ. Nó lên được 75 sao và không người xem mấy chị. Nhạc cho chị Nguyễn Hương. Tặng sao cho em đỡ buồn để mấy chị bơm động lực cho Thảo đi. Rồi em biết nhiều người xem, hiện em không người xem. Nhạc cho Cari. Rồi nhạc cho Võ Thùy Dương. Rồi lên nhạc cho Thảo luôn mọi người ơi. Dán kẹp không kêu nào qua dán. Rồi mấy chị lên nhạc với Thảo. Bờ ra cho Ban Ta Gấu. Máy nó có hiện. Nè mấy chị. Nó lưu bong bóng mà giải của nó bên trong. Mặc cái áo giấy một lần đi mọi người nha. Nếu mà ở nhà mùa hè chỗ nào quê ai nóng mấy chị mặc áo giấy. Hoặc là mấy chị đi văn phòng mấy chị chỉ cần đóng thùng lên là cái áo giấy nó sẽ mang một cái giá trị vô cùng khác. Nó vừa lịch sự mà nó vừa làm cho mình cảm giác nhẹ tinh nhẹ tan. Đi làm áp lực đâu, nhẹ lắm. Đặc biệt những khu nào nóng rồi mấy chị. Hoặc là người như em nè, em không mặc được đồ có tay mà em vẫn mặc được áo giấy. Nha giấy xám với Thảo luôn 69 ngàn. Quần em còn màu nhạt thôi nha mấy chị. Không, mấy cái quần đó xám cho chị Thanh Nhàn. Quần nhạt cho chị Dương Ngọc luôn. Mỗi đai một phát đừng sợ dĩ trơn á nha mấy chị nha. Một đai một phát. Má ơi mấy cái này nó đẹp nè trời. Em xả 75 ngàn cho mấy chị luôn. Đó thấy cái quần chưa sướng không. Áo giấy Lê Ngọc Quyên. Giấy xám với chị Hồng Diễm. Giấy xám giùm em Thảo nha mấy chị nha. Giấy xám giùm Thảo luôn. Nhưng không thấy da đâu. Bởi vậy nó mới gọi là áo gọi là. Em giới thiệu kỹ vậy đó. Nó mỏng, nó mỏng tanh à. Nhưng mấy chị mặc vô mấy chị cảm giác như gọi là nó chu toàn lắm. 75 cho chị Ngoan cái quần đó luôn. Rồi lên em quần 75 xanh chưa mọi người. Ba cái áo này nó lẻ. Rồi. Rồi xanh cho chị Hồng Nhung. Giấy xám cho Yến Nhi. Giấy xám cho chị Ngoan Nguyễn luôn. Ok chị. Hàng cụ Quỳnh Anh á. Áo sọc xả 69. Cái nào em nói 69 có nghĩa là nàng nó nói là bị lẻ trước đó nha. Còn chị nào bữa mua 85 ngàn đừng có buồn nghe mấy chị nha. Quần nhạc cho Ngô Nguyễn, quần nhạc cho Hoàng Nhung. Hoàng Dung. Rồi sọc giùm Thảo luôn đi 69 ngàn. Được hai cái, em ráng em lựa hai cái giống nhau em mặc á. Chứ bây giờ mỗi cái nó một vớ trơn rồi. Sọc cho chị Quyên, chị Ngọc Quyên. Quyên, thấy không nè. Máng hết trơn rồi, máng lại á. Sọc cho Hà Ngô, mốt đừng có ghi đăng mặt như chị Hà Ngô ơi. Cứ ghi mã cho Thảo là hiểu rồi. Trời, cái đầu em như con khùng rồi. Lên nu với Thảo luôn. Nhiều lắm, bán hết rồi đó. Bán hết trơn, hết chuội rồi đó.
tả nè, 69. Bữa thứ hai mua giá mắc hơn, đừng có buồn thì giá của nó vậy nè. Rồi, hết sạp rồi. Áo xám cho Tuyền Nguyễn luôn. Áo nâu cho Thương Vũ luôn. Áo nâu cho Yến Nhi Trần. À, em thì vẫn chuyên áo đó chị. Chỉ có là em ngưng đồ bộ lại thôi. Ngưng hết đồ bộ lại. Rồi, nâu em nấu hết rồi. Sạp sạp cũng hết rồi. Có chứ, áo kiểu đẹp lắm. Nè, chấm 2 đi mọi người, 55kg. Nhanh lên đừng suy nghĩ. Rồi vàng chấm 2 luôn. Rồi size 3X luôn. Lên giùm em xanh luôn, 145 xanh. Sọc em hết rồi, xanh 145. Bò. Trời ơi mấy chị bữa trước mấy chị dành thấy thương á. Người ta ngồi ta đợi chờ, em cũng vậy, em bán cực lắm. Rồi lên giùm em bò luôn. Vải rất đẹp mọi người. Cái gì vậy trời ơi là trời. Trời ơi má ơi, coi đứa nào nó khốn nạn đi trời. Tôi tưởng đâu tiền ai để vô đây làm tôi mừng hụt nậu luôn. Tí nữa em tưởng không trúng thiệt á. Lỡ mở ra đây mấy cây vàng nằm đây rồi sao. Cứ khốn nạn không để như vậy mình tưởng tượng mình nói ủa cái này sao cộm cộm. Coi chừng có ai thử đồ xong nhét mấy cây vàng vô đây sao. Thú gì vậy. Màu bò là cho Quỳnh Tiết Liễu 145. Khổ tâm ghê. Ừ cái màu đặc biệt vô cùng mọi người. Ai cũng phải lấy nha. À, chốt giùm em vàng ngay lập tức. Không nói nhiều. Vàng. Đúng không mấy chị chơi thì chút. Làm tim em nhói đau. Bò cho Carrie. Em tưởng thiệt rồi đó. Không tưởng thiệt luôn. Xanh cho Diễm Thu. Còn cái tím nữa. Xếp cái bọc nhét cho nó. Vàng cho chị Nguyễn Anh nè. Nhanh lên. Vàng 69 ngàn. Có nhiêu đây à mọi người. Nhanh lên. Vàng Nguyễn Anh nè. Vàng Hồng Diễm. Vàng Hàng Ngô. Vàng Ti Ti. Rồi vàng Phi Yến. Vàng Năm Lê. Rồi vàng Cỏ Xanh. Rồi phát tím ra cho chị Ngoan nè. 145. Rồi vàng cho chị Đẹp. Vàng giúp em mấy chị. Suy nghĩ gì nữa. Màu vàng là suy nghĩ gì nữa. Mọi người ha. Vàng giúp em ở đây. Trời ơi cái mẫu này em phương pháp không ta. Vàng cho Nga Từ. Ừ, chưa. Vàng cho chị Dũng Ngô. Vàng cho Duyên Duyên. Vàng cho Nga Tường. Rinh giấy 3 nút biết còn không. Hình như hết rồi. Yến Nhi vàng. Rồi Nguyễn Sương vàng. Nguyễn Sương vàng 69 không mọi người. Nguyễn Sương vàng. Vàng cho Danh Phụng 2. 69 nè. Có màu này đẹp quá anh lên luôn cho. Vàng Nghiệp Thảo luôn. Chốt luôn cái này nè mấy chị. Màu đẹp quá, màu riêu mà riêu họa tiết đẹp lắm. Áo này em đóng thùng vô mọi người nhìn ghiền đó. Thấy chưa, xuất sắc chưa. Riêu giúp em. Vàng chị Hoàng Dung mặc một lần đi. Mặc một lần đi mọi người. Rồi lên giúp em riêu luôn. Trời ơi quần nhà em bây giờ còn hủ lơ hủ cốt. Em phải đứng lên em mới dám like cho mọi người. Có cái nào hàng lẻ em like cho. Lên riêu với vàng với Thảo nha. Riêu với vàng. Ai lấy màu nào comment màu đó. Màu riêu đẹp đúng không. Mấy chị thấy chị gì không. Đại luôn á. Chị đại luôn đó. Vậy mà không lấy chục cái về chia cho nguyên nhóm mặt mọi người. Còn cái gì cũng còn hết á. Cho Yến Nhi Trần. Cho My Phương. My Phương. Rồi hai cái riêu cho Trinh Phương. Cái gì mà còn hết trơn mọi người coi hết đi. Giờ hàng xã mà. Đưa cái chi là quất cái đó thôi. Để nhìn em riêu liền. Nhẹ như bong bóng nha mọi người. Cái này mấy chị đóng thùng vô. Ngon lành cành đào dùm Thảo nha. Mấy bạn nào mà hot girl hay là bạn nào mà thích dụ là phát cắt tí xíu hoặc là lịch sự mơn gà câu gót lên. Riêu chị Đỗ Phương, riêu Hàng Ngô, riêu Hoa HB, riêu chị Năm Lê. Màu riêu cho Bé Quân Quân. Mai mốt chỉ cần ghi mã là được rồi chị Bé Quân Quân ơi. Đừng có ghi cho cái gì hết trơn. Ghi cho nó lâu. Cứ ghi mã riêu là được nha. Riêu với vàng giúp Thảo. Hai màu riêu vàng. Phát bò còn cái. Riêu cho Ngọc Quyên. Nó đi riêu vậy đó. Riêu Ngọc Quyên. Để em coi coi nó có để tiền trong túi nè. Không. Để cái kia. Quyên, Thanh Hùng.
Phan Riêu. Thanh Hùng Phan Riêu, Học Quyên Riêu. Vàng cho chị Lanh Hà. Quát bò giúp Thảo luôn 145. Vàng cho chị Hòa Trần. Quát bò cho chị Nguyễn Hằng xem 145. Quát đó là quát bị bơm, hôm trước mấy chị ấy rồi. Giờ không biết đọc màu này là màu chi đây. Lên cao giấy nữa nha mấy chị. Giống vậy mà màu đen. Rồi ai riêu riêu, riêu giùm em. Đen em bảo còn có 10 cái thôi mà. À đen tay dài nha mấy chị ơi. Còn cắt bò em hết rồi. Nè xám nè, lấy cái xám này nè. Đây mấy chị. Vậy là đủ cá tính rồi mọi người. Vậy là đủ rồi mọi người. À, mấy bạn mà dạng giống như là biết phối đồ là em nói mấy chị, mấy cái đồ này về mấy bạn phối mấy chị nhìn không ra bộ đồ đâu. Tay dài giúp em. Cho My Phương Phạm Thị. Tới ngã ba luôn nha. Từ đây tới ngã ba Long Sơn luôn mấy người. Giảng nó. Nhưng quan trọng là cách mọi người phối đồ vô, xong đóng thùng vô chẳng hạn. Chị Hương Lê nè. Đen. Riêu cho Dương Quỳnh. Đen cho Đỗ Phương. Đen cho bé Giang. Đen cho Mỹ Xuân. Rồi đen giúp Thảo mấy chị ơi. Cách quan trọng vẫn làm bản thân mình chứ. Bộ đồ không có lỗi, lỗi cho người phối đồ. Đen cho Gấm Thu. Bởi vì em ấy chỉ có những bộ đồ em bán giống người ta mà sao người ta bán quá trời, em bán ít là vậy. Cho chị Duyên Nguyễn. Cho Mai Duyên. Rồi cho Ngọc Tú. Rồi lên giùm em còn hai cái nữa. Cái dài. Cho chị Quốc Thiệt. Rồi còn cái mặt nữa. Chị đóng thùng đi dạy, mặc chân váy ngắn ngắn. Đang cho Tiền Nguyễn luôn. 69. Đúng là mình mấy chị. Hết rồi. Hồi bữa bán 75, hôm nay bán cho 69 cho. Nô đính đá. Rồi trắng đính đá luôn. Khỏi khỏi mặt nha, bữa mặt rồi. Rồi trắng giùm em. Xanh. Xanh với lại nâu. Cái màu với sao? Nâu cho chị Chính Phương. Rồi xanh nâu trắng giùm nào ba cái. Trắng cho Chính Phương. Còn một cái nâu cho chị My Phương. Xanh cho Trinh Phương. Cái này nãy em thấy còn ở đâu nữa mà. Thấy còn cái cây ở trên nữa mà, còn không? Để xíu mấy chị, còn hàng. Để kiếm cho. Chợ bộ ép nhung màu mỏi nữa. Đây có mấy bộ mà không biết hàng cây hay hàng gì đây. Để xíu rồi, kiếm cho. Ép nhung mặt lần là không có quên, không quên được. Cổ này là cái tay nó hơi phồng phồng nè. Đó mấy chị thấy đa dạng, rất là đa dạng luôn. Rồi lên giùm em luôn, mã bộ nhung dùm Thảo luôn. Màu nu luôn mấy chị, 135. Rồi còn đâu nữa không? Rồi mấy chị lên giùm Thảo liền, bộ nhung giúp Thảo. Nhung được mấy bộ, 135. Có màu hồng nữa nè mấy chị. Này là coi giãn nha. Nâu em nấu hết trơn rồi. Bộ này họa tiết là màu hồng. Rồi còn như là nâu hết. Nên là em nâu. Màu 35 nguyên bộ chứ. Ép nhung. Tay nè. Cái tay này là coi giãn. Đừng có lo ha. Rồi mấy chị lên giùm em bộ nhung giùm. Bán 135. Bao giá thị trường. Còn màu hồng em để riêng cho mọi người ha. Rồi ai lấy màu nào comment màu đó với em. Em coi coi phải không? Nu. Đúng rồi, nu nè mọi người. Tay rất là đẹp. Hàng này đa số là mấy chị nhìn về nó phối tay đẹp á. Hồng cho Quỳnh Tiết Liễu nè. Rồi em còn nu hết hồng. Ai lấy nu đi nu giùm Thảo nha. Nu. Hồng hết trơn, hồng hết trơn. Im lại cho. Nu cho chị Yến Nhi. Nu cho chị Thùy Trang.
Bông này mọi người mặc chưa? Mọi người mặc chưa? Rồi, cái quần số 40 này chị em nào 29 30 vẫn mặc vừa nha, ai hai size đó đó. 39, thậm chí em nói cái này 32 mặc cũng được luôn á mấy chị nha. Đưa hết số 40 đây. Em bán cho mọi người 79 ngàn. Đừng suy nghĩ gì á. Chị nào mà từ khoảng tầm 5-7 kg mà trở lên tới 65 kg mấy chị mặc cũng được. Nhận được chưa? Bây giờ em quần 79. Nó thì trang có rồi. Để em coi được bao nhiêu cái em được. À. Nó dẻo nhẹo luôn á mọi người nha, nó dẻo nhẹo luôn á mấy chị. Rồi lên giùm em quần luôn. À, quần cho Đợi Nguyễn, quần cho Ngọc Tú, ép nhung cho chị Hoàng Dung. Quần cho chị Billy Chi Trần. Rồi quần cho Ngọc Dung, Ngọc Dung, Lanh Hà, chị Thảo Nguyên. Hai cái cho Trần Ngân, cho Yến Nhi Trần, cho Ngân Thu, cho chị Mỹ Xuân. Nó size nhỏ thôi chị. Rồi còn size bự hơn nè. Rồi chị em nào khoảng tầm đó mà giật lên thêm một size 32 nữa, 32, 33 nữa. Cái này em đảm bảo với đối với những người khoảng tầm từ 57, 58 kg tới 62, 63 kg mà cũng vừa, em để chung cho mấy chị nha. Bởi vì nó không nhích size cho lắm. Cho chị Ngoan Nguyễn, cho Lê Ngọc Tiên, cái nào mà em nói là em đảm bảo mới dám nói nha. Chị Nuôn Quỳnh Diệu, chị Dung Ca Trần, Nuôn Diệu qua mấy phiếu rồi. Hai quần Thảo Mai, còn size bự không nói size nhỏ. Rồi quần cho Nguyễn Phương, hai quần cho Mỹ Linh. Rồi cho Hoàng Yến một cái có size nhỏ hết rồi. Rồi cho Nguyễn, cho Nguyễn Phương, cho Ngọc Điệp, cho Hà Ngô, cho chị Ánh Quỳnh hai cái. Trần Ngân có rồi, thêm một cái cho Đợi Nguyễn. Trần Ngân em nhớ nãy có hai cái rồi Trần Ngân. Rồi còn như đây nó hết nè. Quần cho chị Thúy Diễm Lê, quần cho chị Ngọc Trân, chị Cẩm Đăng. Rồi còn cái nữa cho Hoàng Dung. Rồi hổ hết mấy chị. Còn đâu nữa đâu. Xuất sắc cho mọi người. Dúng heo dùm Thảo nha. 69 ngàn giúp Thảo có giấy. Đi kiếm tiếp. Đồ mà đi kiếm. Trời ơi, cái này nó bao sần sò luôn. Thấy con cái một à. Trời ơi mấy chị, cái này nó đẹp. Lên giùm em nha, áo hồng bán 75 ngàn thôi. Hồng 75, em hết quần. Nhúng eo cho chị Thùy Nguyễn. Xuất sắc chưa? 59 ngàn cho em hàng lẻ nha. Áo đỏ, tay dài. Ủa nhúng eo giục xuống cho ta. Nè nhúng eo nè. Hồng là cho Huệ Tăng nè. Hồng cho Huệ Tăng. Cổ vuông nè. Đỡ cho chị Trang Lưu. Đâu mà ba cái giờ nó còn lẻ nè. Cái không. Cổ vuông lú ra nữa nè. Bán mà lú lú ra kìa này tết luôn. Rồi lên giùm em cổ vuông luôn mấy chị ơi. Nha, cổ vuông còn cái. Rồi nè, 39 ngàn áo xanh, xanh ngọc với xanh riêu. Dễ nhìn nè, nó tặng 39 ngàn một cái đi. Cổ vuông cho chị Sáu Quỳnh. Rồi lên giùm em luôn 39 ngàn, một cái riêu hai cái xanh. Hai cái riêu một cái xanh. Đây cái nhúng eo còn cái mì quá. Nhúng eo còn cái cho chị Danh Phụng nè. Trời, cái nu ở đây còn nè mấy chị. Hồi nãy hai cái, giờ đây còn cái nữa. Xanh ngọc 39 cho chị Trương Bỉnh Thúy. Còn xanh riêu, riêu cho chị Thúy Diễm Lê. Rồi cái nu nãy còn cái đây nè. Lấy giùm em luôn đi.
Còn cái riêu nữa mọi người. Còn cái riêu nữa. Quần dư thôi giờ. Rồi, Thanh Ngọc hết, em còn riêu. Nuôi chị Sáu Quỳnh. Ok. Rồi hết. Rồi. Má ơi đang tay dài còn nè trời. Đang tay dài còn nè mấy chị. Nhưng cái này đặc biệt hơn tí cổ tim. Nãy là lên cổ tròn đúng không? Giờ em lên cổ tim cho. Em còn riêu đó, riêu 39 đó chị, không ghi chữ 39 không thôi, không để màu. Rồi, thùng vô hỉ, đúng thùng vô hỉ. Đấy, thấy chưa, người ơi. Rồi, cái này vẫn là tay dài, nhưng mà cái cổ của nó là cổ tim nha mấy chị. Tay muốn làm gì làm, muốn kéo lên, kéo xuống, muốn hạ lên, hạ xuống, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Nu này khác rồi, nu cổ đâu khác. Còn riêu 39 cho Ngọc Điệp một cái, rồi hết nha. Rồi, cái này lên giùm em, 69.000 thôi. À, đang tay dài cũng được. Này đang cho chị Trang nè. Rồi đang cho chị Hoa BH nè. Đang giúp Thảo em. Bởi vì nó có lũ khủ nó nằm em nhìn kiểm soát không nổi. Thông giấy mà giãn kinh hoàng lắm. Chị Xuân cái nè. Hương nè. Rồi Võ Thùy Dương nè. Không có kêu chị nữa mà quên hoài đó. Phải kêu nói vậy cho trẻ đúng không. Hàng Ngôn nè. Rồi Ngô Diễm nè. Rồi Trinh Phương nè. Hồng Vũ nè. Bà ngoại gấu nè, đó, kêu vậy trẻ lên liền lập tức. Rồi lên đen cổ tim giúp lại nha. À, cho Thái Ngọc nè. Rồi cho Linda Hoàng. Cho Lê Hoàng. Ngân Kim. Rồi, còn hai cái nữa mà. Rồi cho Phan Tuyết Nhi với chị Hương là hết nè. Đó cũng chị nữa nè, quen rồi. Quen cái thói rồi, không chịu phát được. Rồi em đó. Nữa cổ vuông nữa. Thì có lâu lâu nó xuất hiện, lâu xuất hiện. Cổ vuông tiếp nè mấy chị. Nó lẫn hàng lẻ, nó lẫn tùm lum tùm la. Để em coi cái này là cái chi chi, cái gì gì. À cái cổ sơ mi nhớ rồi. Đây đen sơ mi. Hồi nãy chị nào không mua được sơ mi đó. Đó thấy chưa, lú ra hoài luôn. Rồi sơ mi. Sơ mi, sơ mi, sơ mi. Nha, lên giùm em mã sơ mi. Cổ vuông đó cho chị Ngô Diễm. Mã sơ mi giùm em. Ủa, đây nè, trời ơi trời. Cầm áo giấy nhưng mà là cổ sơ mi nha mấy chị. Cũng đóng thùng được luôn. Nói chung phơm này mấy chị đóng thùng nên nhìn gọn. Quần áo bận còn. Rồi cho chị Phạm Diệu sơ mi. Sơ mi giúp Thảo nha, áo giấy luôn. Có một cái sơ mi sọc nè. Nè, có cái sơ mi sọc nữa nè. Anh lấy sơ mi lên. Sơ mi cho Thu Hương. Sơ mi cho Trinh Phương. Sơ mi cho Ngô Diễm. Sơ mi cho HHB. Rồi, còn cái sơ mi. Rồi, còn cái sọc cho Dương Ngọc. Sọc cho Trinh Phương. Rồi hết mấy chị. Đi kiếm rồi cho mấy chị đi. Rồi, cái bộ này lên size của nó luôn đi. Cái nào kiểm tra coi xong. Mà đẹp gì đâu. Đâu về mà đẹp gái vậy đâu? Hả? Đâu về mà đẹp gái vậy? Ôi nhìn nó mà. Ôi cưng chưa trời. Mọi người ơi, cái áo nè mọi người, 85.000 một thằng thôi. Trời ơi, mặc cái trẻ hẳn ra liền. 60 đó 2 tí nha. Em có tay dài xanh nè, tay dài vàng nè, xinh quá. Đen. Đỏ. Đen với đỏ luôn. Coi vẫn tốt nha. Trẻ đẹp lắm 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 luôn á. Bo ở đây nữa nè. Xuống đời không nè. Rồi chốt giùm Thảo luôn nha, 85.000 áo kèm màu giúp em. Vàng đen với đỏ. Chuột xanh, chuột xanh cho chị Huynh. Huynh. Rồi lên giùm em đen. Nè xanh cho Huynh nè. Rồi vàng giùm Thảo luôn. Đó đồ nhiều quá rồi kiểm soát không nổi á mấy chị. Nè vàng giùm Thảo luôn ha. Tôi mới giùm Thảo hết rồi. Xanh vàng đen đỏ giúp Thảo nha. Em có cái bộ đồ này từ bữa giờ em không có bán cho mấy chị nè. Rồi cho Lê Ngọc Tiền, đó. Nhà mẹ em với mẹ chồng em mặc hết rồi mà. Em vẫn chưa bán cho mấy chị.
em có đủ size 234 đúng không? Nè mấy chị, thật sự luôn, đừng có hỏi em nhiêu ký, 80 ký mặc size 3 cũng vừa, cái vải nó giãn kinh hoàng lắm. Chuột đen hả? Còn ở Vi. Rồi cho Ngô Diễm chuột đen. Ngô Diễm chuột đen nè, 85.000 thôi. À, sợ chị mua hai xanh hai xám có không là cái gì? Đây bộ đồ này nè, size 234 nè, size 2 nè. 4 khoảng 50 ký tới 60 ký khi mặc thế nào cũng được, vết rơm cái nhà bấm mà. Rồi cho em xin mã là nghe giá kỹ nè mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 100 ngàn một bộ này thôi. Sọc 234 giùm em nha. Sọc đen 234 giúp Thảo, đừng hỏi ký gì hết trơn. Nhiêu cũng được hết trơn á nghe. Dễ mặc lắm mấy chị, muốn ơ muốn rộng muốn gì. Mà mặc cái này là che bụng tại vì mẹ em với mẹ chồng em đang mặc nên là bữa giờ em nói để em like. Mẹ em nói em không nhặt đồ bộ về mà em cứ tiếc tiếc hoài. Rồi mấy chị lên đơn giúp em nha. Sọc 4 cho chị Trinh. 2 nè. Rồi 3 với 4 nè. Ok. Nè 4 chị Trinh. 4 cho chị Nguyệt Hương. 2 cho Diễm Phan. 3 cho Ngọc Ánh. Trời ơi nhiêu cũng được hết trơn á. 4 cho Mộng Nghi. 80 ký luôn á. Rồi 3 cho chị Bảo Vy. 3 Bảo Vy. 4 hết rồi, còn 2 với 3 thôi. Đây 2 nè. 2 cho Quỳnh Nhung. Rồi, 2 cho Mai Hoa. Còn 2 với 3. 3 cho Linh Trương. Rồi, 2 cho Hòa Trần. Rồi, 2 cho Bích Liễu. Rồi hết, em còn 2 còn 2. Sọc. Còn 2, còn 3 nữa hả ta? 3. 3 cho Thanh Hùng Phan. Rồi còn bộ 2 nữa hết, cho Mụ Hà Phan hết. Còn mấy sọc chưa bán bao giờ mấy chị. Chị có để nhà mà thôi. Để nó lấy màu khác rồi lên luôn cho nha. Em bán hết bộ nay luôn cho. Mày là hàng trung tuổi. Bây giờ tới sọc đỏ kèm size giúp Thảo. Rồi mấy chị lên giùm em sọc đỏ kèm size luôn. Đẹp lắm. Mặt không có thấy bụng dạ gì trơn á. Sướng lắm mấy chị. Nha, sọc đỏ kèm size giúp Thảo. Mặc đi. Nó rồi, mặc đi, bán 100 ngàn, có lấy lời đâu. Đã nói ngưng bán lại mà, ngưng bộ lại mà. Ta chỉ mặc 69 nghìn, rồi, đỏ 2, đỏ 3, đỏ 4 giúp em. Mua đến mấy chị mấy mốt là đâu có nhập nữa. 4 cho Hoa HB. Đỏ 2 cho chị Mai Hoa. Này đem gì bển luôn nè, cà phê. Mới đi đâu về vậy? Đi lên ghe. Đi lên che mẹ hết rồi. Dạ mới đi lên ghe mẹ. Mới đi lên ghe nhà. Ừ. Tới đâu rồi em? Tới đâu rồi? Tới Mai Hoa sập đỡ Thư Hải chị ơi. Cho anh biết anh. Ủa sập đỡ Mai Hoa sai mấy? Đâu. Dạ. Rồi trả lại chị đó sai mấy. Mẹ ơi. Đâu. Mẹ ơi. Nói cho một hình ái có sáu môi, con có sáu môi được rồi. Đủ sai cho Trinh Phương. 4, 3, 2, đỏ 4 cho Ngọc Điệp. Đỏ 4 cho Trần Nguyễn Khương. Đỏ 3 là cho Ngân Thu. Đỏ 4 hết rồi. Đỏ 2 cho Quỳnh Như. Đỏ 3 cho Bảo Vy. Đỏ 3 Bảo Vy. Đỏ 3 cho chị Ngô Diễm. Đỏ 2 cho Hà Ngô. Rồi đỏ 4. Đỏ 2 cho Bích Liễu hết rồi. Ủa cập nhật người xem cái coi mấy em mấy ơi. Kệ lâu lâu em xảo chị ráng đi nha. Từ giờ cuối tháng rồi hết à. Rồi cái này là sọc nu giúp em đi. Em không biết nói ký luôn á mấy chị. Bây giờ giờ thì để em nói 80 ký mặc được chứ trời. Mẹ em cái mặt của mặt nhỏ C2 nó cũng vừa. Cái giải của nó kỳ lắm. Không biết nói sao cho mấy chị hiểu được nữa. Em mặc vừa vậy chứ mẹ em cũng mặc áo y chang vậy à. Rồi đen giùm em 239 lít thôi. Nâu đủ size cho Trinh Phương. Em ráng bán rồi tối em mệt đó mấy chị. Tối em mệt cho mấy bạn coi đá banh. Mà em like em cũng không tập trung được. Nói chung không mê mà tại Việt Nam đá không coi. 3 là của Ngọc Ánh. 2 là của Hoàng Ngọc Lan. Đi bảo đi bủ rồi đi chứ. Rồi 3 là cho anh Lê. 42 bộ cho chị Nhung. Nó cũng chị nữa hà. Cái miệng chị là chị hà. Rồi nâu 2 bộ cho xong phụng tay 2 đó. Ráng tập để không kêu chị nữa.
Bây giờ ai mà lớn hảo 20 tuổi cũng kêu bằng em đi ha. Em bự. Rồi, chị thương anh là nu. Rồi tập xanh luôn á chị, tập xanh kèm. Nó em có 200 bộ em bán chia lại cho mọi người. Có nghĩa là nếu mà em đang bán đồ bộ thì em bán bình thường, còn cái này là em ngưng lại. Thiệt sự là em dùng từ ngưng lại, em không kiểm soát nổi nữa rồi, nhiều mã quá. Nào đồ bộ mặt nhà, nào đồ bộ đi chơi, đủ thứ các kiểu. Rồi lên giùm em sọc xanh. Xả cho mọi người 100.000 thôi nha. Xanh đủ size cho Trinh Phương. Rồi xanh đủ size, nó cầm nó. Xanh giùm em, xanh 2 cho chị Nguyễn Anh, nó chị nữa. Giờ sao tập được bỏ được cái đó giờ chờ. Xanh 2 Nguyễn Anh. Xanh 2 Hồng Nhung. Xanh 4 Ngọc Điệp. Xanh 4 cho Ngọc Hân Nguyễn. Xanh 2 Diễm Phan. Xanh 2 Diễm Phan. Xanh 4 hết, còn xanh 3. À xanh 2 còn. Chị Nhung Nguyễn 2 bộ nè, Nhung Nguyễn có 2 bộ thôi nha. Size 2 với size 3 Nhung Nguyễn. Rồi, còn size 3, size 3 thì nhiêu ký nó cũng vừa. Xanh 3 cho Su Cẩm Anh. Xanh 3 cho Linh Trương. Rồi cam nè. Cam 234. Cam 234 với Thảo luôn. Đừng có hỏi em tí, trời đất ơi không biết nấu làm sao cho vừa. Rồi cam với Thảo luôn mọi người. Nè, biết nói sao. Vừa hết á, muôn kịp luôn hả? Vậy chứ mấy bữa cũng cắt ra bán lợn nữa hà. Cam 4 cho Ngân Kim. Cam 2, cam 3 chị Nhung Nguyễn hết. Cam 4. Cam 2, cam 3 nè. Cam chết cha Trần Loan. Trần Loan xé phiếu em ơi. Tay bấm nhanh lắm mọi người ơi. Cam 2 cho Thu Thủy. Cam 2 cho Thu Thủy. Cam 3 cho Thanh Tuyền. Cam 2 cho Heo Sữa. Cam 2 Huệ Như. Mấy chị không mà, mấy chị nào mà xả hàng này em đưa mẹ mặc hết. Cho Dương Quỳnh. Rồi là hết nha. Cái này mấy chị lên giùm em màu be đi. Be. Cái kia nãy không để lên cam. Be giùm Thảo luôn ha. Be. Mặt mát tạnh nhẹ bùm. Mấy ơi hỏi chị Nga Vũ đi. Chồng em mặc ở chảnh á. Ý em lấy về mặt cho đi bán hàng á. Sạch với nó không thấy bụng. Thường mà sạch mà nó không thấy bụng. Rồi be 2. Be 2 cho chị Võ Thị Dương. Đó chị nữa. Be 2 cho Võ Thị Dương. Rồi be 3 cho chị Oanh. Be 3 cho Oanh. Be đủ size cho Nhung. Be 2 cho Linh Đao Hoàng. Be 4 cho Hiền. Be 4 cho Trần Nguyệt Phương. Be 4 em hết. Be 3 cho chị Su Cẩm Anh. Đó. Rồi còn mỗi Be 2 Thanh Trần 2, Nguyễn Thúy 2, Bích Liễu 2. Rồi hết rồi. Bộ nào có số lượng nữa không? Còn 2 màu nữa hết không ạ? Nãy quên cho mấy chị ghi màu coi. Thảo hết be mất. Rồi chốt cho Thảo màu này luôn. Không biết đọc gì luôn. Nâu. Nâu kèm tay. Nâu mấy chị nha. Nâu 234. Nâu với trắng Thảo luôn đi. Hai màu. Nâu nâu đủ size cho chị Nhung Nguyễn. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Nâu 2 cho chị Hoàng. Nâu 2 cho Hoàng Ngọc Lan. Nâu 2. Nâu 4 cho Trần Loan. Trắng 2 cho Peter Thiện. Nâu 4 cho Ngân Kim. Nâu 4 hết. Chị Bảy thôi không có số. Trắng 2 cho Võ Thị Dương. Rồi trắng đủ size cho Trinh Phương. Nè đủ size trắng là em để cho Trinh Phương 3 với 4 trước nè. Nè vì Trinh Phương không đủ hàng. Để 2, 3 với 4. Em viết vô đi 3 với 4. Trắng. Nâu 2 em hết. Rồi còn ha. Nâu. Nâu 2, 3. Mỗi thứ 2 bộ. Nè Danh Phụng nè. Danh Phụng có 2 bộ nè. Rồi Danh Phụng ghi chú vô có 2 bộ này nè. Trang.
cái đó là những người thiếu hàng. Rồi giờ còn trắng, trắng đủ size cho Nhung, còn hai bộ cho Nhung nè. À, chị Nhung có hai thôi chứ không đủ size được. Còn 4 với lại 3. Còn trắng còn 4 với trắng 3. Trắng 4 Trần Loan, trắng 4 Trần Kim. Rồi còn bộ trắng 3 nó thảo hết rồi. Bán lỗ bán nhanh quá trời. Còn cái trắng 3, 4 cái chảo cho Peter Thiện, trắng 3 cho Ngọc Ánh. Rồi hết rồi mấy chị. Đợi xíu cho mấy đứa nó làm xong cái rồi em chạy nó mới cho. Có đồ bộ em nhập vậy đó mấy chị, em nhập biểu vậy mà biểu sao giá em học không rẻ. Bây giờ em bán một mã ghê gớm luôn. Nhập vậy nên được giá rất là đẹp. Hai cái chảo chị Thương Vũ, chảo bán 75.000. Thiệt sự mấy chị em bán cái này em tâm đắc vô cùng cái vải này mấy chị, mua không kịp luôn. Chịu lỗ đó bởi vậy người ta tranh nhau. Chưa bán bao giờ mà đem ra xả mấy chị. Thấy em kinh khủng khiếp không? Đây em nói mấy chị rồi, tại sao mấy em mà bán giống như em, người ta mặc lên đẹp, người ta dày mà biểu sao mà đẹp. Rồi đóng thùng vô nè, nhìn cứ khoái liền. Còn Thảo em mặc hết bộ đồ đơn giản lên, không có chỉnh chu cho mọi người coi nha. Nè đúng không? Đúng cái áo bán mua 100 mấy không? Giờ em bán nguyên bộ giá 135 nha. Tại vì cái áo này mình có thể phối được riêng nó, không nhất thiết phải mặc nguyên bộ đồ. Rồi lên giùm em nha, mã bộ dài tay đi ha, bộ dài tay lưới nha mấy chị nha. Ở mấy bình luận thấy chứ chị, nó chạy phù phù lắm hả. Còn cái nào nó qua rồi là các em bỏ luôn, vải lưới mặc sướng lắm. Rồi mấy chị lên giùm em luôn nha, bộ giùm Thảo, đưa cho hai chân luôn. Mã bộ nguyên một bộ 60 kg thoải mái. Còn cái áo của nó, nè áo nó bình thường mà. Mấy chị muốn phá cách nó kiểu nào cũng được. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn trung tuổi. Chị muốn sang có sang, muốn trẻ có trẻ. Không nhất thiết là phải mặc đơn giản như thế này. Phối nhiều cái giùm em nha. Vớ ngắn cho chị Trần Lan luôn. Nó nữa chị nữa. Mai mốt mấy chị phải sửa tên lành. Bây giờ mấy chị phải đổi tên Facebook là chữ em trước. Rồi mới tới tên mình. Thì mãi mãi người ta sẽ kêu mình là em hết mấy chị. Rồi bộ cho chị Quynh. Đó nữa. Bộ cho Quynh nè. Ok Quynh. Quynh đệ. Cái giùm Thảo là bộ 135, bộ tay dài nha mấy chị nha, tay dài. Nó phối dễ phối lắm luôn nè. Đó mấy chị nha, mà trong cái áo là kiểu đó mấy chị nha. Hàng người ta đặt hết rồi, chắc chắn sẽ có hàng xả. Nhưng mà bây giờ người ta chưa xả rồi em biết sao em để cho mọi người được. Đúng không? Giờ ai biết được ai là người xả. Mấy chị thấy mỗi lần em bán lại hàng xả không? Nhờ trong những người đặt có những người ta alo cho chị xả bộ đó đi. Rồi em biết sao giờ. Rồi lên giùm em hai cái chảo cho Trinh Phương. Rồi bộ cho chị Linh Trương. Lấy em 6 áo 36 101. Ok Peter Thiện. 101 là bô da. Áo 101 là bô da. Rồi lên giùm em bộ nè. Nè bộ của Linh Trương. Chân váy trắng. À có cái chân váy trắng tinh. Trời ơi, đẹp lắm mọi người. Vải đuổi đẹp lắm em. Đuổi Nhật đúng không? Gãy Nhật. Mà bữa em có ấy rồi. Ủa cái này nó đưa cho mọi người quên mất. Em còn cả ngàn cái áo nó lẻ mấy chị, tí cuối live nè. Khi nào còn 200 người mấy chị nói Thảo nha. Cho chị Sáu Quỳnh mà mã chảo luôn. Mã chảo giờ ai đặt chứ Thảo muốn quảng cáo. Để đóng đớp mấy chị. Đóng bớt. Kêu ngay tên chị nào là phạt 50k. Không phải vậy mà tại vì muốn cho mọi người trẻ đi tí không? Thấy chưa, xuất sắc chưa? Nói mấy chị đồ của em đặt là em, khi mà em đặt là em nhìn mẫu rồi, nhưng mà khi em mặc mẫu em mặc nhanh quá mọi người, cái bộ đồ của em nó thành đơn giản mọi người. 62 63 kg mặc cũng được luôn. Thằng này lẻ em sale 130 thôi, đỏ 130 size. Rồi hồng này có hồng 34 này trong cái lô 165.000 đỏ. Đỏ 130 hồng 3 em mặc lên cho coi. 2065 em còn. Nói chung quần với lại set em Thảo sẽ đứng mẫu, mà bữa nào em ngầu về em không ai. Đỏ là cho chị Hân Ngọc Nguyễn. Hồng em có size 3, size 3 Thảo đang mặc trên người nè, 60 kg thoải mái nha. Có size 4 65 kg luôn nè. Hồng 3 hồng 4 giúp Thảo luôn. Size 130 thôi.
nha, giải cô tông mịn, hàng sẽ chắc chắn nó sẽ có độ co giãn. Rồi lên giúp Thảo luôn, hồng 3, hồng 4. Để em cắt mẫu ra cho. Hồng 3, hồng 4 hết đỏ rồi, đỏ em có một bộ à. Hồng 3, hồng 4 giúp Thảo. Rồi xanh mấy đây? Xanh 3, xanh 4. Rồi xanh có xanh 3, xanh 4. Đi gọi đầu cho đầu nhẹ đỡ khùng nè. Chị Nhung Nguyễn là hồng 4. Rồi, còn hồng 3. Xanh có xanh 3, xanh 4 luôn. Ủa xanh 2, 3 đâu? Rồi xanh có xanh 3, xanh 4. Hồng 3 cho Thanh Tuyền. Rồi, còn hồng 4, hồng 3. Xanh có đủ size luôn, size 130. Lấy mấy bộ đó em xen kẽ cho, người nào thích gu nào cũng có, trơn cứ ngồi trật tự là có hết à. Đừng có đi ra là được rồi. Xanh 4 cho Mộng Nhi. Xanh 4 Trần Loan. Rồi mấy chị nghe dục bộ đồ nghe lại tanh luôn. Cái tiếng nó lanh luôn. Nó chắc giải mấy chị. Ok Ngọc Quyên, giấy còn mà em tưởng hết. Mai mai giấy. Mọi người chứ em đợi con bé nó đang làm mẫu mới. Hồng 3 cho Thanh Tuyền. Ủa Thanh Tuyền có hồng 3 giờ comment hồng 3 nữa là lấy hai bộ quá nha. Em còn xanh 3. Ngoài em được luôn, comment đúng mã là được rồi. Riêu này đủ size nè mấy chị. 2, 3, 4 đúng không? Riêu này có riêu 2, riêu 3. Thảo mặc riêu 2 cho coi. Riêu 2 chắc bà bằng phơm nữa. Đấy chưa? Mấy chị lên nhìn Thảo là riêu 2, riêu 3 đây. Phơm của em nó đây. Phơm 2, ý lộn riêu 2, riêu 3 giúp em. Xanh em còn xanh 3. Nhà riêu, riêu 2, riêu 3 giùm em. Cô tâm mịn nha mọi người. 130.000. Rồi riêu 2, riêu 3. Rồi em like cho cái bộ này nữa. Cam này em có cam 3. 130 luôn. Riêu 2 cho chị ăn mai. Trời chị Trang Mai, nhà em có 4 năm người tên Trang Mai luôn á. Mà mua tụi tụi nhau mới ghê ấy. Mua giống giống nhau, mua nhiều giống giống nhau luôn. Rồi mấy chị lên giùm em luôn. Xuất sắc quá à. Rồi lên giùm em cam, cam này số mấy vậy? Cam 3, cam 3. 60kg thoải mái nha mấy chị. Đẹp quá, cam 3 giùm em nha. Cam 3 thôi. Cam với đỏ giùm Thảo luôn. Đỏ size 2 nè mấy chị, đỏ size của Thảo nè. Cam 3 nè. Lên giùm em đỏ 2 luôn. Đỏ 2 là đỏ của Thảo đang mặc. Bằng size em mặc luôn á. Cam 3 cho Nhung Nguyễn. Rồi lên giùm em Thảo là đỏ giùm Thảo luôn. Đỏ em có đỏ 2 à. Cái này là phối á, phối bi á mấy chị, tay cũng phối luôn nè. Lên giùm em đỏ 2, cam có cam 3. Đỏ là em đang mặc, đỏ 2. Nói vậy chứ 60kg thoải mái. Tại vì này là cô tông mịn co giãn chứ không phải là cô tông lạnh. Cô tông lạnh nó mới không co giãn nha mấy chị nha. Mấy chị còn được 200 người không mấy chị? Báo em biết để em biết đường em lên hàng mọi người. Nữa nè. Quá trời. Tay phòng còn cái nè. Rồi lên giùm em đỏ kèm size. Tay phòng em còn cái nè. Nhiêu? 200 em nghĩ nha mấy chị. Mày like liên tục. Rồi tay phòng giúp Thảo luôn. Tay phòng, tay phòng. Ừ, khi nào mà dưới 200 em nghĩ. 220. Tay phòng, tay phòng. Hai cái tay phòng. Té ra nó giống luôn cái này. Ừ, ghi bra đen đi. Bra chị mặc cho em. Tay phòng 69 nè. Nè, hàng lẻ nè. Tay phòng cho Thu Thủy. Đây hàng lỗn chỗn nè. 57, 58kg. Ai lớn tuổi mua này. Rồi bộ đen xả 69. Tay phòng cho Quỳnh An luôn. Rồi hết hai bộ tay phòng. Hai áo tay phòng. Đây kỷ nhật nè. Kỷ nhật hàng mắc tiền lắm. 57, 58kg. Bộ đỏ. Bán mấy chị 75. Đỏ 75.
Bộ này để em coi hồng số mấy đây. Hồng 2 với hồng 3, hồng đủ size nè mấy chị. Đang 69 cho chị Nhung. Đồ đó là bộ mango nguyên bộ luôn á chị. Quần và áo đều mango hết. Rồi, hồng giùm Thảo luôn. Nguyên bộ, xuất sắc. Có size 2 với size 3. Hồng này có 2 với hồng 3 nha. Hồng 2, hồng 3. Em hết rồi. 2065 màu đen cho Hoàng Ngọc. Bà không ghi sai hả mày? À 28. Thấy rồi, trời đất có tính thần lên mắt tôi nó mờ. Tay phòng em hết rồi. Hồng 2, hồng 3, sale 135.000. Đây là set siêu cấp. Bóp bán lần rồi. 55, 57, 58 kg giùm Thảo ha. Set xanh. Bán cho Thảo kệ đi, tặng cho mấy chị 90.000. Xanh 90. Bông gì vậy? Rồi 56, 57, 60 kg nguyên set luôn, set đỏ. Lên giùm Thảo 90 set đỏ luôn. Đừng có nhắc, comment một lần em đọc tên rồi thì đừng nhắc lại. Còn nếu chưa đọc tên thì comment lại giúp em. Rồi lên giùm em đỏ. Nhắc đi nhắc lại hồi ta hai ba cái thôi không nhớ được. Xanh cho Hồng Nhung. Rồi cái này là cô tâm mình 57, 58 kg theo luôn. Rồi bán cho mấy chị 80 bộ đỏ. Đỏ cho Trinh Phương. Rồi 80 đỏ theo. Hai bộ mấy chị. Đỏ theo 80. Rồi cam rút theo 80 luôn cô Tâm Mịn. Mười ba, 54 ký caro, 69.000 caro. Bộ em mặc là hồng 2, hồng 3, 80 cho Tuyệt My. Hai size. 53, 54 ký, dễ thương quá. Bộ nu 79. Cam 80 cho Quỳnh Như. Caro cho Bùi Mỹ Linh. Ba, 54 kg, 69.000. 55, 78 kg luôn, vừa luôn nè. Rồi bộ vàng 69.000. Caro em hết. 53, 55 kg em nào. Rồi bộ hồng 45.000. Vàng cho chị Hiền Nguyễn. Cảm ơn Thanh Thảo nhiều. Rồi phân chương 57, 58 kg nguyên set. Độ xã 95. Hồng 45 cho Tuyền Thanh. Set nâu cho Trinh Phương. Em đang mặc size 2 cho người. Giặt ly 60kg quay đầu giặt ly. Quần đùi 69.000 giặt ly. Rồi cái này size L. Đáng rẻ luôn mà. Size L. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp. 59.000 size L. Kệ nó. Giờ cái nào cũng quản lý được rồi cho nó đi. Size M luôn. 59.000. Size 2 cho Thanh Thảo. 135.000. Nhập ly cho chị Hồng Nhung. Rồi hết. Size L này size M. Rồi ML cho Trinh Phương. Coi này Trinh Phương. Rồi hai cái đó của Trinh Phương. Rồi còn ML có size S nữa. Có size 2S nữa. Rồi ai muốn lấy size gì lấy. L cho Phương Trung. L cho Phương Trung. Nguyễn Thảo mua hàng sao gọi không nghe máy rồi chị. Có ai ít nữa nè bà con. Em mờ cho chị Quỳnh Tiết Liễu. Rồi được hai cái size S. Size S cho Nhi Nguyễn. Đủ size cho Trinh Phương. S với 2X cho Trinh Phương. S 2X.
rồi còn có ai ít nữa hết, bóc tới đâu xả tới đó mấy chị ơi, đắp thâm quần mắt chắc còn đó. Bóc tới đâu xả tới đó, không có biết được hàng gì nha, tại vì xả kho. Hai ít cho chị Hồng Nhung. Chị gọi giờ anh chín giùm em chị ơi. Thế chị gọi giờ mấy bạn đi làm về xong mấy bạn không nghe được. Cho Phương Trung, cho Nguyễn Mai. Cái quần đó là khác mã đó. Chưa bán đâu. Rồi lên quần rút. Chưa có hạt điều chị Linh. À, nó ghi là size 1 tương đương với size M Thảo Bận. Hình như là giông gió tới thôi ta. Ừ. Dông gió tới rồi bà con ơi, trời có giải nó xuất sắc luôn trời. 69.000 một ít tương đương size M. Trời mua liền cái quần này giùm tôi một cái đi. Năn nỉ mấy bà luôn á, cái giải này mấy chị. Trời ơi, thấy chưa? 69.000 một ít, 2 ít, 3 ít giùm em ha. Chị Thảo ơi, mình giải quyết xong đơn cũ thì Thảo mới lên đơn mới. Bên em gọi tới 2 lần lận nha mọi người. Nếu mà mọi người không nghe máy 2 lần thì mọi người gọi lại hoặc là nhắn tin nha. Rồi lên giùm em cái luôn. Một tương đương với M, 1234 nha, máy 69 thôi. Hàng Quảng Châu còn nguyên cây nè. Để em để trong đây cho mọi người nghe được cái tiếng nói. 1234. Một cho chị Mỹ Xuân, tỏi là cho Thu Thủy nè. Một Mỹ Xuân nè. Hai cho Phương Trung luôn. Rồi hai chị Phương Trung. Rồi ba là con Ngọc Điệp. Ba Ngọc Điệp, ba hết rồi. Còn 4 với 2. Còn 4 với 2 nha mấy chị. Ba hết rồi, lấy 4 đại đi. Được, hết cà phê rồi. Còn 4 với 2. 2 ít cho Vi. Nè, 2 cái cho Vi. Rồi còn 4 nữa thôi hết. Giải quá trời đẹp luôn. Trời ơi cái giải này. Mọi ơi là mọi người ơi, còn size 4 nè mấy chị. Không, em còn size 4 mà lưng thun mà lo cái gì. Mua size 3 không được, qua size 4 liền nha. Đổi địa chỉ cho Ngọc Hân Nguyễn nè. 4 cho Thu Phạm nè. 4 với Thảo luôn đi. Nè gãy Nhật nè, hàng bơm nè mấy chị. 60-62kg cam. 78.000 cho Thảo cam hay cam gạch. 4 cho Thu Hà 2 cái nè. 4 cho chị Dung 1 cái nè. Quần mặt còn, đợi em tí em lên luôn cho. Tiếp. Nãy giờ mà chưa xử lý xong cái đống áo giấy á mọi người. Nó lẻ từng cái một mà quán bán quán luôn á mấy chị. Là mọi người tại sao em ghét hàng bơm là như vậy. Mấy chị xả hàng ra em quạo á. Sao không quạo được. Nó bán lâu cũng chết luôn. Thà nguyên cây bán bụp. Cam là Ngọc Hiền bộ đồ luôn. Mọi người nghe bình thường đúng không? Rồi em quất cái micro ngay chỗ đó mà không nghe mới lạ. Chứ giờ bình thường không có micro là mưa nghe không có được đâu. Rồi cái này là cổ vuông màu nâu, được 3 cái mọi người. 60kg thoải mái giùm em luôn, đóng thùng càng đẹp hơn. Lên giùm em áo giấy vuông hoặc là màu nâu cũng được cho nó lẹ nha, hoặc là nâu cũng được. Rồi hết rồi. Giấy nâu. Được 3 cái giấy nâu. Em sang kẻ, vừa hàng xã, vừa hàng trẻ, vừa hàng già, gì tầm bà lằn hết trơn. Nè, nhớ mẫu này không? 55-57kg giùm em nha. Cam nè mấy chị, 75.000. Ngọc Dung nu, Peter Thiện nu, với lại chị Bích Đào nu. Nghe được đúng không? Khi nào không nghe nó nhớ nói Thảo nha. Không nghe là em tắt luôn á, chứ nói gì nữa. Gãy Nhật luôn, Hồng. Nó rồi, đang đi kiếm. Cam là cho Bình Khánh. Rồi hồng luôn, 75 luôn mấy chị. Hồng 75. Vậy sao lại có đá banh. Trời ơi, xuất sắc chưa like luôn nè. Rồi, hồng cho Bình Khánh luôn em, 75.
Rồi nguyên bộ 135 cổ sơ mi đặc biệt chưa like nè. 135 thôi, cho giùm em bộ sơ mi. Su gân em còn có hai màu à, màu nu với màu trắng à. Trời ơi, đau đớn lòng chưa? 60, 61, 62 kg. Nãy chị Thanh Hiền chị nói chị 65 kg mà chị dám mua mấy chị. Gan ghê không? Báo 60 kg thì mua 65 kg. À, rồi em mấy bộ này là lên giùm em là cổ sơ mi. Tay phòng nghe ấm dễ sợ à, nó có hơi hám đó. Rồi cái này là mã loan giùm em nha. Nha mã loan giúp em, chị Trang đồng không có số. Bộ sơ mi, cái cổ của nó là dạng cổ sơ mi nha. Đây, nhưng mà lẳng làm cổ vuông cho mình. Ờ, à, chị sao muốn cái hả? Sơ mi cho Nhung Nguyễn nè. Bộ sơ mi 135. Giờ bóc lên bộ nào bán bộ đó à? Phương Lê. Rồi còn bộ này là lan trắng nhưng giống vậy nhân trắng. Rồi ai lấy sơ mi kia giờ em sơ mi. Lan cho chị Diễm. Rồi, quần hết rồi. Xăm em hết, lan em hết. Không lan sơ mi hết rồi. Còn có mã sơ mi này thôi cho Trinh Phương. Rồi còn bộ ảo mặt nữa hết. Đó, mưa lớn kinh lắm. Mà vô trong đây là hết mưa rồi. 53, 54 kg bộ cam nè. Bán tặng mấy chị 65 ngàn. Sơ mi cho Su Xin nè. Rồi Su Xin hết luôn. Đó, thà bán hàng cây, bán hàng lẻ đau lòng lắm. Nó vừa mất thời gian mà mọi người dành không được. Cổ vuông tay phòng luôn. Cổ vuông, cổ vuông. Cổ này nó hơi làm cho mình giống như kiểu mà cổ vét thì. Rồi mấy chị lên giùm em mã 1 đi. Cổ sơ mi nâu 1, buộc 1, 2, 3, 4, 5, 6, mã 1, 6, 9 ngàn thôi. Viết số 1 đi, mấy bạn ấy đơn cho. Để em đi kiếm còn nâu không. Ui mẫu này có cái màu này đẹp quá trời nè, thông giấy nè. Cổ vuông hả? Mưa lớn lắm. Nói mấy chị nghe tiếng không? Lớn kinh khủng. Bình thường nếu mà mua vậy là nói mấy chị không nghe nữa. Nhờ có anh Mika Chôn này, trời như ca sĩ vậy. Mã 1. Mã 1 cho Thà Ngọc. Mã 1 giúp Thà thông giấy, khỏi sợ ký. Cho Diễm Thu. Bởi vì giờ mới nói đỡ đau hỏng. Thôi mưa làm hét luôn chứ đừng có em nói à, sợ mọi người không nghe được. Nghe nè, cao giấy hồi nãy có cái màu này mọi người chưa mua nè. Thì sao không nghe cái Micro ngay chỗ này mà không nghe nữa thôi luôn. Tập trung vô ngay khu vực cấm địa luôn mà không nghe nữa. Rồi Nguyễn Liễu, mua đủ đơn giùm đi Nguyễn Liễu không. Rồi tiếp tục giùm Thảo Nguyên. Nè cái giấy đỏ nãy chưa, ai chưa mua được màu này. Quê ngoại cũng mua lớn lắm. À, mốt đi đi xuống Bến Tre chị Nhung Lê ghé chơi nha. Rồi mấy chị áo giấy hồi nãy chị nào chưa mua được cái màu này lên liền giùm Thảo. Màu này nó giống như màu rượu. Ôi đấy chưa nè. Mấy chị muốn xe phối kiểu gì cũng được hết trơn. Xong em lên cái chân váy Thảo mặc cái nữa em hợp nha. Mua to quá mạng cũng yếu theo. Giấy đỏ cho Tài Phát. Nó đỏ rượu quá chị. Chảo cho Quyên Nguyễn đó. Giờ không bán chảo, mọi người có đặt chảo. Em cũng muốn bán lắm, em mê lắm. Mê thật sự, mê chảo, mê nồi, mê đủ thứ á. Mã 1 cho Linh Trương. Không biết nữa, giấy rượu cho Đợi Nguyễn. Ổng nói khu du lịch gì không biết nữa. Cho Ngọc Hiền. Ổng đang tìm hiểu đó chứ em có rành đâu. Kỹ nhật còn mấy cái. Giấy đỏ cho chị Linh. Đỏ cho Nguyễn Hương. Mã 1 cho Trinh Đặng. Mã 1 là mã cổ vuông nha. Còn em đang mặc là đỏ. Tối đá banh rồi lấy gì like mấy má. 7 giờ đá rồi. Phải chi đá 3-4 giờ đi. Cảm ơn chị Tú. Đỏ cho chị. Đỏ cho Ngô Diễm. Đỏ cho Linh Trương. Rồi đỏ cho Hiến Nguyễn luôn. Nè 55kg quay đầu. Em 55kg nên em canh đồ cho mấy chị dễ quần dài luôn mọi người. Gãy nhật luôn. Bán cho 80 thôi, lên vàng. Mã vàng là cái chi chi vậy ta. Mã 1 cho Quỳnh Trang nè. Mã em mặc là đỏ. Hiến Nguyễn có đỏ rồi. Thêm má mã 1 cho Thà Ngọc nè. Mã mặc là đỏ. Là hai bộ vàng.
vàng cho Nhung. Rồi 60kg thoải mái tay nè. Rồi lên giùm em Hồng luôn 80 gãy nhật. Chân váy em đang mặc size S đó mấy chị. Trời ơi là trời. Rồi có size gì nữa? Size S, size M, size 1 ở trong có quần. Cái này là em trong về lô trước. Em bán rẻ cho mọi người là thực sự giờ bán miếng nhiêu? Bán cho mọi người 69.000 SML 1 ít giùm em. Thảo đang mặc size S nhưng mà với số ký của em thì mấy chị nên lên size M. Nha, em đang mặc size S bởi vì kiểu giống như là bụng em nó mềm á. Nha, lên giùm em SML. Không, chảo Mộng Nghi xóm chị. Mộng Nghi ơi, chảo là 75. Chừng nào Thảo chạy chương trình thì Thảo mới tính cho mấy chị là 69. Còn không Thảo chạy, không chạy là 75 hết. Rồi chân váy XL cho chị Quynh. Hồng 80 lên Trương. Đủ size cho Trinh. Size S cho Dung. Size M cho Chim. Size M cho... Ở trong có quần, nên nó mặc quần mà. Size M cho Kim Cúc Nguyễn. L cho Linh Đa Hoàng. Không có L. Linh Đa Hoàng xóa thì không có L. Rồi M với L cho Duyên Kim. Rồi còn S với XL. Rồi Duyên, cái nào không có, mở ra Duyên Kim không có. XL cho Tuyền Thanh. S cho chị Trang Mai. Em đang mặc S. Ở trong có quần dây kéo nằm sau. Thu Thủy S. Thu Thủy S nè. Em kêu bằng tên nghe. Không kêu chị nghe. Trẻ trung vô, yêu đều lên. Hàng Hoàng Châu, em còn S, Thảo đang mặc S. S cho Nhung. Chảo cho chị Tiên. Một cái là cái gì chị Duyên Kim ơi? Duyên Kim xả cái gì ra kìa. Duyên Kim là cái gì quên rồi. Hai cái màu còn đời đó. Rồi có không? Không, chị đó không có. Rồi của Duyên Kim không có, xóa luôn rồi. Của chị không có cái nào chứ không phải là một cái nha Duyên Kim ơi. Hết size luôn. S cho Lý Mai. S cho Duyên Kim. S cho Lý Mai. Rồi còn hai cái S. Cái em mặc với cái này. Em kéo lên chưa hết á. Nên chưa có đẹp á. Tại vì nó nằm ở bên hông. Ủa cái đai nó rất là đẹp mọi người. Thấy không? Mặc vô khỏi sợ hở hang. Hết XL. Còn S thôi. Còn S thôi. Em đang mặc S mấy chị. Rồi Hồng size mấy? Hồng còn có S với M nè. Vải khỏi chê mấy chị. Về nhà cầm đi. Cầm đi nhớ giùm em. Cái nào mà em dạ quảng cáo giải là mấy chị khỏi lo vấn đề gì hết. Giờ chỉ chọn size thôi. Hồng có S với M giúp Thảo 69 nha. Ở trong là quần nha mấy chị. Hàng Quảng Châu. SM giúp Thảo. Hai áo ngực 34. Em không có áo ngực nào 69 ngàn hết chị ơi. Nhà em tới mấy loại áo ngực ấy. M Hồng cho Duyên Kim nè. Rồi Hồng S cho chị Dung. Hát cho Dung già. Hồng mờ Nguyễn Hương. Không phải em nịnh chị chứ chị Dung. Em thích. Nhà em có hai chị tên giống như chị. Y chang luôn. Em không phân biệt được. Mà em tới thời điểm này em cũng không biết chị là Dung Bình Chánh hay là Dung Long Sơn. Cả hai đều dễ thương lắm. Mờ Hồng cho Thang Cao. Rồi không, Hồng chỉ còn size S với size L thôi. Hết màu luôn rồi hả? Hết hàng rồi. Chắc em bán rồi á. Hồi trước nó về chung với lô hàng 95 á mấy chị nhớ không? Bữa em có bán cho mấy chị một lần á, mày bán hết lâu lắm rồi. Trời ơi má ơi, mưa gió bạo bùng. Không có L luôn, còn S thôi, Thảo đang mặc size S. Ừ, tao mặc size S nè. Vừa đó chứ không phải rộng đâu, mà rộng là tại vì em chưa kéo hết chi kéo á. Do cái mạc của nó ứa gan lắm mấy chị. Nè. Cái mạc để có khoa học lắm, để biết suy nghĩ lắm. Em hết rồi. Đúng rồi đó nè. Mấy chị mạc dày rồi sao kéo hết thì kéo. Phải để cái mạc vô bên trong. Mà để vô mạc bên trong rồi sao ngồi nó cứng. Nên là kéo đi kéo được có tới đây à. Nè. Kéo để cái thò này ra ngoài. Chú khí hoặc dương. Để đẹp cực kỳ luôn. S với M dùm nào. Còn S với M thôi. Em đang mặc S. Bên này mưa gió ầm ầm. Còn một chiếc S cho chị Kim Ánh màu trắng S. Rồi Hồng em còn S với M. Ok chị. Rồi Hồng S M nè. Chị nào lấy Hồng lấy em cho hết luôn đi. Để em coi cái này có quần bên trong không. Caro. Rồi cái này size mấy đây nè. Để em coi size coi. Này đủ size hả? SML.
Trong váy này ở trong có quần luôn. S trắng cho Phương Trung. S trắng còn em? Còn ra mặt cái nữa còn không? Rồi cho Mông Chi hỏi người luôn. Ok. Vậy là còn cái gì quên bà rịa nó rồi. Caro. À còn màu hồng thôi. Còn S hồng với M hồng. Em quên để em dẫn cái volume em lại cái. Em tưởng trời mưa em hét. Micho đang nằm đây. Cái này là SML đúng không? SML, SML, Caro SML. Phía sau chân váy. Không, Caro không có size. SL. Hàng Quảng Châu nha mấy chị. Hồng M cho Mai. Rồi Caro SML giúp Thảo nha. Caro SML. Cái này để Mai Thảo đóng thùng với cái áo trắng cho coi. Trời ơi. Caro S cho chị Linh. SML giúp Thảo. Ủa cái đó là SM vậy. S mà đúng không? Caro L cho chị Phơm. Không còn M với L ấy. Ủa S hết rồi hả? S hết rồi còn M với L. Ủa có Caro S không vậy tên? Không còn M với L. M cho chị Liễu. L cho Linh Đa Hoàng. L cho chị Mai. Có riêng lưng thun. Em định bán nha, để mai em đứng mẫu cho. Tại mẫu này em chưa đứng. L cho chị Quynh. Ở trong có quần bà con ơi. Ở trong có quần. Mặc sao cũng được hết, trong có quần. M cho Hoàng Ngọc nè. M với L giúp em. Có 69 ngàn thôi mọi người ơi. Rồi tranh thủ xả. Còn 200 người không em? 200 nghỉ em. Ế nghỉ chứ gì trơn. Mày nói 100 tao quánh mày liền. Thứ hồi nãy tao nói dưới 200 báo thôi mà. Ế đó, ế nghỉ đó chứ gì trơn. Bán đắt thử coi nghỉ không. Đắt không có đường nào nghỉ. Có gì cũng kệ luôn. Bữa người ta hẹn ký giấy tờ 2 giờ 3 giờ em chưa có mặt. Đó giờ chưa bao giờ sai hẹn nha. Trừ khi tiền nó níu kéo. Mua rảnh làm gì em. Thôi em hả. Caro mời chị Phương Trung. Nhưng mà đang bán ế mà. Ta cho vui nữa chứ. Quỷ à. Buồn muốn chết mọi lần like. Nay hàng cây nó vui. Làng này nó buồn hiu à. 60kg thoải mái nha. Em bán như bộ này cho vui nè. Bán bộ này cho 70. Bộ cam L cho chị Bích luôn. Ờ tối nghỉ. Cái tối bên đây ra coi bên kia vô không mà coi cái gì. Cái lộn đai lái gì. Không nha. Mà nói rồi đó. Không phải nói mà ái xui. Nhưng mà nếu mà thua là đi lai thiệt đó. Bộ cam cho chị Hiền. Rồi đỏ luôn. Mua cho mẹ đi mấy chị nha. Đỏ giùm em 70 luôn thôi. 60kg thoải mái. Này đừng sợ rộng chợt cái giảm mạnh lắm. Rồi đỏ 70. Nó xả 80 giờ xả nữa. Rồi tím 70. Giải này đặc biệt lắm. Hàng trung tuổi nha. Em nói trước là hàng trung tuổi. Đỡ thấu hết rồi. Nè tím 70. Caro, Caro S cho Hương. Cô Caro còn S không? Đỡ còn mà chị. Đỡ cho Mỹ Duyên. Caro hết S rồi. Rồi Caro hết S rồi. Dễ gì ăn lẩu thái cả nước ghê. Kinh thường nó thủ thế. Tím là cho chị Hiền Nguyễn. Ôi đúng không, cái người người ta thi đấu đối với người ta thắng thua là cái chuyện đó là chuyện tày chờ ngay thời điểm đó. Người ta có thể gục ngã, có thể giống như em bán like bữa nào mà em bán được thì bữa đó em quy hoàng. Đối với người ta cái chuyện đó là quan trọng nhất, đúng không? Nhưng đối với mình thắng thua có thể cười vui tí xíu rồi cái mình quên, nhưng đối với họ là quan trọng. Giống như em vậy đó, đối với mấy chị mua là một cái thoáng qua, nhưng đối với tụi em là đầu tư. Mỗi người thấy một công việc của mình sẽ là quan trọng hơn, đúng không? Ráng tập, khi nào mình thấy việc của người ta quan trọng là lúc đó thành công. Mà chắc tụi em phải tập ít nhất chắc 30 năm nữa. Còn màu gì vậy? Tím cho Mỹ Duyên. Tập 30 năm nữa mới nghỉ được thoáng vậy á. Còn giờ chưa? Này mấy size? ML1 luôn hả? Trời ơi. ML1 giúp em. Cho dạch coi trong có quần đàng hoàng không. Giới thiệu có quần đã đợi về nhà. Nó không có cái quần đội quần luôn. Nói chơi chứ mấy cái này mấy chị mang với giày bata với Thảo đi.
mang cái giày bata với Thảo là ngon ơ luôn nha. ML một ít giùm em, tím hết rồi. Ở nhà mặc size mấy thì mua đúng size của mình là được. Rồi cái màu trắng á, màu trắng vải đẹp cực luôn, màu trắng là vải kaki á. M cho Mai Duyên 69.000 thôi. Thảo ơi, kem ngày xài rất ok, cảm ơn chị Duyên. Nói chung là kem hơi mắc tiền thiệt nhưng mà có giá trị riêng của nó đúng không? Mấy chị xài đi, yên tâm đi. Em nói thiệt với mấy chị, một hũ kem ngày em xài 6 tháng chưa hết. Làm biếng á, sáng ra rồi cứ ăn cơm xong đi bán, đâu nghĩ gì đâu. Này da em đẹp, với lại em uống nước, ngày em chả uống một miếng nước nào, uống cà phê mà. 55, 57 kg, bộ xanh này, thanh lý 59. Váy L cho Ningo, XL cho chị Quynh. Đủ size đó mấy chị. Nè 59 bộ hồng luôn ý. Hồng với xanh 59. Nó hàng xả đó. Xanh cho Tiền Thanh. Rồi tiếp giùm em. Hồng 52, 53, 55 kg. Hồng 59 luôn mấy chị, 58 đi, hồi nãy 59 giờ 58. Hồng cho Tiền Thanh. Hũ kem ngày sale 10% miễn ship cho chị Kim Ánh đi. Đó, em lời em bớt thôi mấy chị chứ có gì đâu. Mà tại vì chương trình chạy người ta không cho em giảm. Có nghĩa là bán đúng 488 là 488 mấy chị. Hồng 58 cho chị Mỹ Linh. Mấy chị xài kem ngày pha một lần không thích, trả hàng về cho Thảo. Vậy thôi à. Thảo không lấy tiền mấy chị chi đâu. Mấy chị mua trên live giảm mấy chị 10% và miễn ship. Có nghĩa là giảm cho mấy chị 70 mấy ngàn. Mấy chị cần bỏ ra 400 ngàn để sử dụng cho gần 3 tháng trời. Và mấy chị cuộc đời mấy chị bao nhiêu năm bây giờ em cho mấy chị xài 10 năm. Một ngày mấy chị bỏ ra chưa được 3 ngàn để xài kem. Mà mấy chị xài được những dòng kem an toàn. Mấy chị thấy có những cái thời gian mấy chị thấy mua kem rộ lên ghê gớm. Xài mấy bữa đẹp, đẹp kinh khủng rồi bỏ. Rồi qua cái khác rồi lại rộ lên. Biết bao nhiêu thương hiệu kem, đương nhiên Thảo không thể nào nói tên ra được. Nhưng mấy chị có thể thấy những cái dòng kem mà rộ lên cho mấy chị rồi cái nào duy trì cho tới bây giờ. Có nghĩa là nó đẹp nhất thời, nó rẻ nhất thời, rồi cuối cùng nó gây ra hậu quả nào đó, rồi họ bỏ cái dòng kem, họ lại sản xuất một dòng kem mới. Nó lại nổi tiếng lên bởi vì thài có một tháng thôi đẹp quá trời đẹp. Không cần biết da gì cứ xài lên là đẹp, rồi mấy chị vẫn tin tưởng. Đó lý do vì sao em bỏ, em không có xài, em không có bán mỹ phẩm. Cho đến thời điểm này em mới bán. Mà đối với chị em, ai ở nhà em cũng biết em cũng không có đẹp lên như là mấy chị nhìn trên màn hình. Ở ngoài em vẫn rất là bình thường. Nhưng so với lúc trước là phải tăng gấp 3, gấp 4 bậc. Là do là cải thiện từ từ. Giờ mình tự tin. Thậm chí hồi xưa là đi kiếm mụn để nặng mấy chị. Còn bây giờ, cái lộn hồi xưa là nặng mụn, còn bây giờ đi kiếm mụn. Tại vì da em vẫn là da dầu, nó chỉ cải thiện thôi. Và em cũng không sử dụng đều. Và đặc biệt một điều mang đến vẻ đẹp của da, em bữa em có nói rất nhiều, không phải từ hết mỹ phẩm đâu. Mỹ phẩm nó chỉ là một cái sản phẩm công cụ thôi. Còn bản thân cái quá trình ăn uống, sinh hoạt, tư tưởng, suy nghĩ mới là quan trọng. Còn những cái đi theo chỉ là cái đệm ở bề ngoài. Một con người lúc nào cũng như Thảo, lúc nào cũng suy nghĩ mà đòi da đẹp thì không có, mấy chị khó lắm. Giờ sao bóp cho chị Minh Thân. Trả uổng nữa. Ok nghe tường, bấm rồi phải không? Xanh em hết rồi. Thiệt mà. Nên chị em mình đừng nghĩ mỹ phẩm là một cái gì đó thần thánh. Nghĩ nó đơn giản là một công cụ bổ trợ cho mình. Và lối sống sinh hoạt một cách khoa học, lành mạnh. Người ăn chay thì da đẹp hơn. Bây giờ mấy chị nói người đi nước ngoài về da đẹp bởi vì cái kem bên Thái nó đẹp. Vậy em hỏi mấy chị qua bên Thái sao người ta đen thùi lùi. Mấy chị nói bên Hàn họ đẹp, tại vì bên Hàn qua bển thấy da phụ nữ họ trắng mà họ trắng bóng lên. Mấy chị qua Châu Phi đi, Châu Phi cái tiêu chuẩn của họ cũng cao, sao qua da họ cũng bóng mà đều đen bóng lên. Đó là vì cái thời tiết họ sinh sống. Việt Nam mình, Đông Nam Á của mình gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Indo, mấy chị thấy da tựa nhau không? Bởi vì nó là nhiệt đới, nóng, nắng nhiều. Mấy chị qua Nga đi, trắng như bông bưởi nha. Còn bên Việt Nam mình là trắng như bông cao, là bao công đó. Chia ra mấy chị sẽ thấy tại sao chủng tộc trên thế giới này có rất là nhiều chủng tộc. Mỗi chủng tộc sẽ là một cái sắc da, một cái sắc tố da khác nhau. Mấy chị hiểu đơn giản như vậy để mình đừng có lạm dụng mỹ phẩm. Là người ta phải trắng như cái bà nước ngoài đó, bà xài kem gì. Nghe nói là ngoài Mỹ người ta trắng, mình xài kem Mỹ. Ngoài Nga người ta trắng, xài kem Nga. Đó là thời tiết của họ.
6 tháng của họ gần như không có mặt trời, làm sao mà đen được, khí hậu họ lạnh. Ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc mấy tháng trời lạnh mà tuyết rơi, Việt Nam mình nắng như là vậy đổ lửa. Thậm chí ở Bà Rịa Vũng Tàu em không cần nắng người ta vẫn đen, là bởi vì cái hơi muối nó bốc lên mấy chị. Ở khu xứ biển nó nói là kem Thái đẹp, bên Thái đen thùi lùi thối lúi bển. Tùy thuộc vô cái cách chăm sóc da và tùy thuộc vô sắc tố da của mỗi người. Khi sinh ra da trắng thì mình sẽ trắng hơn được tí, da đen thì nó sẽ mỡn hơn so với lần da đen của mình, chứ nó không gọi là chà lên rồi trắng bâm. Đừng lạm dụng nó mấy chị, lạm dụng nó là lạm dụng sức khỏe của mình đó. Nó nói không bán được gì cũng ngồi nói không tăng không, nói vậy cho mọi người em biết được gì em nói, để mọi người đừng có gọi là bỏ bê sức khỏe mình để mua một sắc đẹp ở đâu đó theo suy nghĩ của một người nào đó. Như em, nước da của em nó cũng không có phải là da trắng, nó cũng không phải là da đen, bây giờ nó mởn mởn ra vậy thôi mấy chị, chứ không thể nào mà đòi bấm bùm bùm không tẩy da được mấy chị ha. Rồi 60-62 kg thì mấy chị cứ nghĩ đi, sao người đi nước ngoài về chỗ Việt Kiều trắng quá, xài kem gì trắng quá, mua giùm tao hũ kem. Người ta bên Hàn về, người ta bên Nhật về người ta trắng. Người ta ở bên những cái nước nào có mùa đông á, mấy chị khỏi đi nước nào, mấy chị giữa phụ nữ của người Hà Nội á, người Bắc á, từ ở phía mà đèo cả đèo ngang mấy chị đổ ra, mấy chị thấy họ mởn hơn da mình. Bởi vì có mấy tháng là trời ngoài đó lạnh, còn trong mình nóng quanh năm suốt tháng. Rồi trong từ đèo trở ngược về mình là nó sẽ nóng. Đặc biệt là mấy chị đi những khu như Quảng Bình nè, Phan Thiết nè, Bình Thuận nè, mấy chị thấy phụ nữ đó càng đen hơn nữa. Thậm chí phụ nữ của Vũng Tàu của em cũng đen luôn. Xứ biển mà mấy chị, nắng hơn, nóng hơn. Cái biên độ nhiệt nó thấp, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm nó không có chênh nhau nhiều. Và cái sức nắng của nó cộng với muối mấy chị, đặc biệt mấy chị hỏi mấy chị quê em đi làm muối, bịt khẩu trang mà nín thở luôn, vẫn đen mấy chị, nó không thể nào trắng bẩm. Và khi xài kem càng xài nó càng xuống. Cứ muốn nghĩ là xài kem để nó trắng lên, nó không chịu trắng nên sao nó cứ đen dần đi. Là vậy đó. Bộ này size to nè, size 3 luôn nè, nó bán cho 80 luôn, cho rồi luôn đi. Size 3 luôn á, 60-63 kg luôn. 80. Rồi thôi nghỉ ngang. Áo giấy đâu còn nè mọi người, lên chưa? Mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ dẫn thôi. Quần ca giãn 60 kg luôn, nguyên set đẹp luôn. Bán cho 79.000 luôn nè. Size 3 cho chị Trinh. Em bán kem chứ em đâu phải là em không bán, mà tại vì sự thật nó là như thế. Bộ đen size 3 cổ đẹp luôn nè. Đúng rồi, họ trắng, nước da họ trắng. Tại vì họ có mấy tháng trời Đà Lạt mấy chị, họ đi họ có bịch như mình đâu mấy chị. Lạnh tum mấy. Trời, sáng dậy teo buri luôn. 79 là cho chị Tài Phát. Đổi địa chỉ cho chị Huệ Lê. Nè bộ đen này em chốt 95.000 cho, đen 95. Chưa hết nữa mấy chị, mới có dím eo nha, 55 kg. Rồi 69.000 bộ đỏ. Lai đi nghỉ chi nữa chứ không nghỉ rồi. Rồi tiếp giùm em nha, 60 kg thoải mái. Đơn làm xong rồi phải không em? Dạ. 60 kg. Rồi lên giùm em bộ này cho 75.000, caro vàng 75. Đen cho Thảo Thu. Hàng xã đó mọi người, xã cỡ đó đó mọi người. Rồi sơ mi giùm Thảo luôn. Bán nhiêu giờ trời? Bán cho 69.000 sơ mi luôn. Bộ đỏ là hoa nắng. Rồi 35.000 cái quần. Đang định đơn cuối đây. Rồi tối coi sao rồi là Việt Nam đá xong rồi em like mỹ phẩm cho mấy chị vô cũng được. Rồi 65 kg nam nữ gì cũng được, 70 kg cũng vừa luôn. Rồi tặng cho 75.000 áo trắng này thôi. Sơ mi cho Bảo Thu, caro vàng cho An Đào, quần 35 cho Ngọc Điệp. Trời ơi, giấy đỏ giùm Thảo luôn. Giấy đỏ 59.000 giùm em luôn nha. Áo trắng là Ngân Tuyền, 59.000. Áo rắp tớp 49.000. Đẹp chưa mọi người? 69.000 để em mặc mẫu cho. Đang mặc phía sau là cái gì?
Đỏ là chị Nga Tường, 49 lóc tớp cho anh Vi. Rồi xanh này chốt cho em 69.000 luôn đi mấy chị. Xanh này tại cái tay nó đẹp á nên Thảo sẽ mặc cho mọi người coi. Đóng thùng cũng đẹp, cái này đóng thùng xinh đó, đóng thùng sẽ trẻ hơn. Xanh 69 Ngọc Thảnh. Xanh 69 này còn đúng không? Ưa màu hồng đi luôn. Rồi xanh 69 cho em. 60-62 ký mặc cũng vừa. Thay ca chưa? Em thay ca chưa? Còn được 150 không? 207. Xì sụp mấy chị à. Xì sụp. Sao em bán hoài vậy mấy chị? Hả? Em bán hoài mấy chị không cho em bán hết là sao? Hả? Rồi xanh 69. Đưa cái màu hồng hồng luôn. Nó dưới 200 nghỉ, cái giờ lên thì sao bà nghĩ? Áo này đẹp không? Có cái một thôi. Mua nhanh đi, bán 120 thôi. Sọc giùm em. Chưa, cưng chưa. Nè, 75.000 luôn. Xanh 69 cho Hồng Phan, sơ mi 120 cho Linh Trương. Chị Linh Trương ơi, bên em cho kiểm hàng á, em thấy chị mua nhiều, chị mua ít ít đi, chị coi chắc phải ok không rồi chị mua thêm. Sọc đó hình như còn hàng phải không? Lâu rồi à. Lên đây nè. Nó thấy chưa? Còn sai gì á, sai đó sai gì? Rồi sọc cho Bảo Thu, Ngọc Đẹp, Đỗ Phương. Sọc đó 60 kg, size L, size gì nữa? Và có 1, 2, 3 nữa mấy chị. Hồng cho chị Mỹ Xuân. Trời ơi chưa, chị trăm triệu. Hẹn về. Em nói em like đặc biệt của em mà, đâu có đưa tung mẫu ra được sớm vậy được. Đang like hàng xã trước. Rồi mẫu này em có tới size 4 luôn nè mấy chị. Áo sập á. Hỏi gặn vậy mới lũ ra được cái áo. Giải thì khỏi bàn cãi rồi. Khỏi bàn cãi nha. L tới 4 luôn. 4 là 75 kg mặc được luôn. Hồng không mặc là 69 cho Mỹ Xuân. L. Độ giải mướt rồi mấy mọi người. Mướt được à. Này đóng thùng lên sang kinh khủng. Sọc một cho Trang Lê. Đóng thùng sang lắm. Sọc kèm size giúp Thảo đi. 1, 2, 3, 2 rồi. Size 2 với size 3 luôn. Đủ size. Ai bự con mua size 3. Mua đại đi không có sợ. Sọc 4 cho chị Năm. Ủa không có. À sọc 4 có luôn. Sọc 4 cho 5. Sọc kèm size. Sọc L cho Hồng Trúc. Sọc L Thảo đang mặc. Đóng thùng đẹp lắm á. Đóng thùng là xinh luôn chứ không phải là đẹp. Còn vải thì bao rồi. Rồi chị Sương Ngọc là 1 luôn nè. Sọc 3 cho chị Nhung. Ba chị Nhung. Em còn 42. Sọc 1 hết. Còn 42. 2 là Thúy Nguyễn 120. Còn 2 với 4. L nữa. Ngọc Đẹp hồi nãy mã gì vậy? Sọc 120 của Ngọc Đẹp xả ra. Rồi Ngọc Đẹp xả đó là sao gì vậy? Size L đúng không? Size L. Rồi còn size L. Mấy chị mua chắc giùm em nha. Size L. Em còn size L. Size 2 với size 4. Size 2 cho Vi. Rồi size L giùm em. Size L là size Thảo đang bận. Hàng này muốn mặc kiểu gì mặc sao hết. Trời ơi, đầu lai em mặc cái gì sao em nhớ nổi.
Cái này là cổ trụ, trời vải nó mướt nè. Này size 1, 60, 62 kg mặc được luôn, sọc đen nhìn nở luôn, 120. Ồ, cái này có size nữa nè, 124 nè. Để mặc size 1 lên cho. Đen 1, đen 2, đen 4 giúp Thảo luôn. Vải đẹp lắm, xịn á. Đó, dính cái mạc ngay cái tay áo rồi nè. Rồi đen, đen này cổ trụ nha. Sọc 2 cho Linh Nguyễn. Nè sọc nè. Rồi đổi lờ cho Huy coi. 4 2 và 1. 1 2 4. Đen 1 Bảo Thu. Sọc lờ cho Nguyễn Nhung. Nè đen cho Bảo Thu. Trắng em còn nè mấy chị ơi. Để em coi trắng size gì cái nha. Trắng Thảo còn size L. Rồi với 1X. Trắng đủ size. L 1 2. Trắng đủ size nha mấy chị, L12. L là size Thảo đang bận. Trắng L12. Đen là còn 1 2 với 4. Nè, xả áo này cho. Tặng cho 35.000 áo đỏ nè. Like với shop bữa. Thun giấy, mọi người thun giấy phom to. Xanh 69.000. Trắng L chị Hương. Đen 2 còn em. Đen 2 cho chị Phương. Rồi xanh 69 luôn. Áo bô da, màu da nhận tạm nha chị Trang Mai. Giấy xanh cho chị Trinh. Hồng 69.000 luôn. Đỏ 35 cho Nga Tường. Sắc chưa? Giấy nu. Rồi ba lỗ giùm em hồng 69. Nè cái nu này nè. Nu này có hai màu. Em có nu với lại có hoa. Hay gọi là màu be cũng được. Nè. Nu với hoa. Rồi. Hồng là chị Tuyền Xuân. Nu hoa. Báo. Áo giấy á mọi người. Rồi nu hoa báo 69 thôi. Caro. Nu cho chị Ngọc Hân Nguyễn nè. Rồi caro. Có cái khoen ở ngay ngực của mình á. Caro caro. Đó giấy em bán hoài đâu hết nổi đâu, nhiều quá trời. Hoa cho Thu Hà. À. Còn nu với caro. Đây. Đẹp chưa? Nè, sọc nè mấy chị, 55 57 kg sọc. Đẹp không? Rồi sọc sọc. Caro cho Khánh Chi. Để em lên mấy bộ nữa cho ha. Một 139 về hàng hết rồi đó. Tèo mã áo này rồi nghỉ. Ôi trời trời. Bộ thun giấy hả? Bộ thun giấy để em lai mã, hai mã lẻ nữa cho.
Mã hoa cổ vuông giùm em. Sọc là của Hăng Lê. Rồi, mã hoa em đang mặc cổ vuông. Mã hoa. Khi nào lên dép? Chưa biết. Nay dép về đẹp quá trời kìa. Dép nãy về chở nguyên xe tải xuống đó mấy chị. Áo sọc hình như là còn hàng hay sao á. Nè, tặng cho mỗi người cái áo này nè. Trời không đẹp mới lấy tiền luôn á nha. Bây giờ em mã hoa. Mấy chị mua áo này nè, mặc liền nhóm. Tặng cho người một cái cho. Trời ơi, cái vải nó lạnh tanh luôn mấy chị. Mặc nhóm, mặc dấu quần gì cũng đẹp hết trơn. 69 ngàn, đen. Hoa 69 ngàn. Đen. Đưa một cây áo công niên tặng cho mọi người. Với lại cái bộ đồ trên kia là có size á, bữa đưa là không nói size luôn. Bộ đồ thun giấy á. Rồi đất hơn. Rồi phân hàng rồi để chung nó luôn à. Đen cho đẹp. Đen gấu. 69 ngàn. Nhiêu ký cũng vừa nam nữ mặc được. Gấu. 69 ngàn. Đẹp chưa? Này là hàng người trung tuổi nha, 200 mấy một cái mấy chị. Hoa 69. Rồi cái này là đỏ giùm em đi. Tặng cho mọi người 150 ngàn. Mọi người về tặng mẹ nha. 65 kg cũng vừa, 70 kg cũng vừa. Tại cái hàng này nó làm co giãn nha. Lên giùm Thảo là đỏ. Áo cao cấp nha mọi người. 150. Đây tặng cho thêm mấy cái áo xịn nữa nè. Trăm tám mươi lăm ngàn. Hoa cổ vuông cho Vi. Trời ơi đẹp chưa. Cánh Dư ơi, nhận tạm nha chị Minh Châu Lê ơi. Mi Thanh Châu ơi, nhận tạm. À, đen đỏ cho Nguyễn Anh Thi. Có chiếc lông đó, đưa chị cái chiếc lông. Áo cam này em bán sale cho mấy chị 139 ngàn thôi nha. Cam này là 185 ngàn. Giá nhập vô mấy chị. Cam 2, cam 3. Áo vừa ra chị bạn báo nãy giờ rồi mà. Còn hàng mà. Lấy màu gì thì báo nha. Rồi cam 2, cam 3 dùm đó. Xem 139. Hàng này ném về hàng sang của tuổi trung niên một tí xíu. Và đương nhiên cái phần ở dưới bo này nè, nó sẽ co giãn. Nên là mấy chị sẽ không sợ ôm gì hết trơn. Đặc biệt ai có bụng mặt cũng được. Lớn tuổi mà cũng được. Cam 2, cam 3. Yêu đưa mấy cái hàng trung niên. Cam 2, cam 3 giúp em. Và ra 69 ngàn. Cam 2, cam 3 giùm đó. Đây này áo giấy còn nè mấy chị. Cam có 2 size 2 với 3. Thảo đang mặc size 2 á. Giải xịn lắm. Cam 2 cho Linh Nguyễn. Đẹp không? Cam 2 cho Tài Phát. 139. Rẻ lắm, chị đem về nhìn cái áo đi. Ra đen 2 cái cho Vi. Cam 2 tiền phần. Rồi Thảo còn cam 3. Rồi 69 ngàn luôn mấy chị. Được 3 cái áo nhung. Còn cam 3 hết cam 2 rồi. Nè cái trung niên này nè. Em bán cho mọi người 150 thôi. Size 3. Để em mặc size khác cho. Size 3.
C2, C2. Màu riêu. À, đồ giấy 69. Hàng này giờ là 200 mấy, 300 ngàn một cái. 2 với 3, thảo mặt C2 cho, bán 150. Cái này mấy chị mua về cho mẹ thôi chứ mình đâu có mặc được. Mua cho người trung tuổi tặng thôi. Hàng này ở trên livestream họ không bán đâu mấy chị. Không nắng nổi luôn ấy. Nhiều hàng lắm chị Bảo Thu ơi, chưa like kịp. Mấy chị lên giùm em reel. Trời ơi, reel 2 với reel 3. Tắt giùm cái máy lạnh. Reel 2 với reel 3 em bán cho mọi người 150. Co giãn như thế này. Trời ơi, đá rồi mấy chị. 280.000 áo. 2-3. Chứ có một cái màu cam nữa hay sao? Màu cam là size số 2. Reel 3 anh Nguyễn Thi 150 nè. Rồi cam 2 luôn. Cam 2 với cam 3. Đẹp không? Ý lộn cam 3 không à. Cam gạch, cam trái nha mọi người. 10.000 tem nè. 150 một cái nữa. Rồi reel 3 lấy của bà ngoại gấu reel 3 nha. Reel 3 bà ngoại gấu. Reel 3 cho bé Xuân. Thảo đang mặc C2. Tan lắm mà không có sợ, cái ký của nó thoáng lắm. Giấy 2 lớp mà, ấy lộn mà, lưới 2 lớp mà. Còn C2 thôi à. Reel 2 cho Hương Nguyễn. Số điện thoại chị Phương cho lần trước gọi không được chị ơi. Em còn cái cam 2. Có mấy cái này nữa nè. Trời ơi đẹp quá đi thôi. Cầm áo xứng đáng đồng tiền. Tím 3. Cam này cam mấy? Còn cam 2 riêng 2. Rồi tím nè, sale 150 luôn á. Tím này là tím 3. Tím này là tím nhạt. Tay ngắn tím 3. Nè, Thảo còn tím đỏ đô mà tím đô mấy chị đỏ đô mà không biết đọc sao nữa. Tím đậm luôn, tím đậm có 3 luôn. Quá trời cái áo 150 mọi người. Thiệt sự. Chị chủ động gọi hotline em chị ơi, lần trước cho số sai rồi. Reel 2 cho nữ. Tím 3 hả? Để em coi. Ờ, tím 3 cho chị Phương. Cái này mua cho mẹ thôi. Rồi cái này đỏ hoặc tím đậm cũng được. 3 Tuyền Trần. Rồi 3 cho chị Trịnh Thu Hà. Rồi Nu 2 giúp Thảo luôn. Mê mà nhập đó chứ bán buôn gì. Đồ trung tuổi mấy chị đâu có bán nổi. Khách trung tuổi thì người trung tuổi họ like, còn em tự nhiên trẻ không quốc hàng này mà em mê lắm. Thấy nó đẹp quá trời quá đất mà. Rồi mấy chị lên giùm em Nu 2. Riêu hình như Thảo có riêu 3, riêu 2 nè mọi người. Để em lên riêu này cho sang lắm. Riêu 3. Cam 2 cho Nguyễn Hứa. Ok. Rồi lên giùm em Nu 2. Phạm Nương. Không gì bàn cãi hết trơn á. Cái này không có sợ rộng chật nên mấy chị có mua cho mẹ mấy chị không có ngán. Họ thiết kế cho người trung tuổi. Mấy chị đúng không? Em nói chuẩn không? Mấy chị mua cái này ở ngoài chợ. Khỏi rêu shop. Ở ngoài chợ không 350 nữa thôi em trả tiền cho. Điều 3 với em. Không phải em nói hay đâu tại em bán lỗ á. Do là em mê em nhập. Em bán chậm á. Rồi cái này có xe 2 nè. Rồi mấy chị lên giùm em reel 3. Nu 2 có cái à. Thì cái giờ 80kg mặt cũng vừa nó 70kg. Giải của nó nè mấy chị đây. Rồi trời nó đẻ lém đẻ lém. Rồi cái này có một size thôi. Mấy chị ghi giùm em là reel 2 hoặc là trời ơi cái mẫu này nó sang nè mọi người. Thiệt á.
Nè bây giờ mấy chị em nói 55kg đúng không? Giờ không lẽ giờ đó dư nửa áo, cái giải của nó vậy á, dễ chịu đó. Reel 2 giúp sao? Chị Hướng ơi gọi hotline đi. Reel 2. Được 3 cái reel 2. Hướng em không lên đơn được chị ơi, lên đơn gọi không có được, mất công lắm. Tay lỡ nha, tay nè. Em nói gì mà biểu sao? Em nhập tàn 180, 190, 200. Tùy mã lắm. Trung Nhân Đàm không có số em không lên. Vàng 2 nữa. Reel 2 với vàng 2 giúp em. Reel 2 cho chị Sương. Reel 2 cho Dung Ca Trần. Reel 2 cho Thu Thủy. Reel 2 còn cái cho Thu Hà. Rồi em hết. Vàng mấy chị. Quyến lâu này của em là gần 50 triệu mấy chị, kinh khủng không? Vàng 2 à. Rồi vàng 2 giúp em. Đây. Rồi vàng 2, vàng 3. Riêu hết rồi không? Hết rồi. Đừng xả nha, quánh đó. Rẻ lắm rồi đó. Mấy chị thấy em đâu bán đâu. Đem shop nhiều. Rồi riêu 2, riêu 3. Vàng, ấy lộn vàng. Vàng đọc riêu nội ơi. Vàng, vàng 3 cho Thu Hà. Ngọc Hà chứ lộn. 2 cho Đặng Ngọc Trâm. Rồi em hết rồi. Thảo còn vàng 2 thôi. Vàng 2 cho chị Nương. Đỏ 3 giúp Thảo luôn. Thảo còn vàng 2. Mua cho ấy lộn, đỏ 3 đây. Mình mua cho mình hoài rồi giờ. Mua cho mẹ ăn cái hỉ. Mua cho bà nội bà hoài ăn cái hỉ. Cho em xin nu 2 luôn. Xuất sắc. Đã 3 cho Tiền Trần. Về nhà nếu mà mấy bác mà quá thấp người thì mấy chị cắt thoải mái. Tại vì cái này là lưới á, nó không có bị mất phơm đâu mọi người. Nu giùm em nha. Váy trắng với áo bờ ra, trời đất cơ đẹp. Giờ tao chỉ cần bán đắt thôi, đẹp xấu gì cả tiếng. Nú 2 cho chị Sương. Bán cho nó xong cái hàng nãy mà. Rồi hồng rút size 3. Cũng hết nu rồi. Hồng rút 3. Nè riêu này có 2 với 3 nè. Wow, chưa. Riêu 2, riêu 3. Rút 3 là của chị Trịnh Ngọc Hà. Hồng 2, hồng 3. Riêu 3 là chị Tuyền Trần. Rồi hết. Này đọc màu gì biết chết liền. Cam gạch. Gạch. Hồng 3 hết rồi phải không? Hồng 3 hết rồi. Gạch 2, gạch 3. Ủa với mã riêu. Giết người. Riêu còn riêu 2 thôi hả? Còn riêu 2 à. Em chưa cho mọi người coi phía sau và tay của nó đâu. Rất là sang nha. Nhưng mà mình không mặc được. Lớn tuổi tí. Gạch 3 cho Hiền, gạch 3 cho Hồng Gấm. Còn gạch 2. Còn gạch 2, em mặc 2 nha. Em mặc sẽ lựa size nhỏ nhất em mặc. Có nâu nè mấy chị. Nâu 2, nâu 3. Nha, nhớ giùm em nha. Để mọi người biết cái form. Vừa thì đường nào cũng vừa. Nhưng mà thích mặt cho nó rộng rộng thế ấy. Riêu 2 cho Hân Lê. Ủa chết bà rẻ Dũng Sình. Còn riêu 3 mấy. Này riêu 2. Đúng rồi riêu 2. Nâu 3 cho chị Dung Ca Trần. Nâu 3 Dung Ca Trần. Em hết nâu 3 rồi. Còn nâu 2 rồi chị Phương Lê.
còn nâu hai à. Màu gạch cũng còn gạch hai, riêu còn nè, đang sổ 50% còn 150. Em còn riêu ba này, nãy Thảo mấy riêu ba Thảo còn nha, riêu ba còn cái à. Nu hai, mấy chị thấy tiền vốn bỏ ra em nhập lâu này hơn 50 triệu, mấy chị tin không? Kinh khủng khiếp, em sợ luôn á. Em cũng nhập nữa, về cũng bán đâu. Con ba cho Phương Lê. Rồi nu hai nè nha, đó thấy chưa, cái này là trẻ trẻ mặc được nè mọi người, cỡ ba mấy 40 tuổi, 40 tuổi mặc thoải mái nè. Lên nu hai giúp em 60, 63, 65 kg rồi đó. Cái này mấy chị không nghĩa là mình không quan tâm về cái số ký, mà mình quan tâm về cái tạng người. Ví dụ như là cái người có bụng thì mình nâng lên tí xíu, bởi vì cái này là hai lớp. Mà em nói chị, một cái vải như thế này nó có thể co gấp 3 lần cái vải của nó. Có nghĩa là một cái áo mà có thể dao động 20-30 kg luôn. Rồi tùy vô cái độ co giãn cái tạng người. Ví dụ bây giờ người ta lớn tuổi, em có nói rồi, lớn tuổi sinh lý nó khác nên thành ra nó tạo ra một cái dáng người khác hoàn toàn. Lúc 18 tuổi là có 52 kg à. Kia là gần cả 8-90 mà tự nhiên thấp người xuống nữa. Nên là mấy chị canh theo tạng chứ đừng canh theo ký mà. Không nên canh theo ký, nó dễ lắm mấy chị. Có nhiều cô to người, mấy chị cứ đè mua size nhỏ xuống tại cho nó ôm lại cho nó gọn người. Còn có nhiều người quá, gọi là bụng quá to hoặc là ngực quá to thì mấy chị đôn size lên vậy thôi à. Nu hai chị Nga Tường. Đó, em giải thích để cho mấy chị hiểu tính chất cái giải của nó. Cho chị Duyên Lê. Hãy mua cho nó dễ. Rồi tím nè, tím này là tím nhạt, bọc hãng nè mấy chị. Giờ em hết nu luôn rồi. Đây nè mọi người, ở phía sau của nó như thế này. Long sơn, ok Phương Lê. Rồi mấy chị, tím giùm em. Không, tím có một size 2 à. Tím nào có một size 2, đó thấy chưa? Khác lạ không? Không. Nên là nhiều khi đúng là em mặc được, nhưng mà mấy chị phải canh như vậy á thì nó mới chuẩn được. Tím, tím Quỳnh Ngân 150 thôi. 150 là mấy chị chưa mua được, chưa đụng vô được giá sỉ của nó. Đỏ giùm em, tím cho chị Năm luôn. Người lớn tuổi người ta sẽ may một chất liệu khác hoàn toàn so với người trẻ, để tạng người của người ta. Rồi đỏ giùm, không phải đỏ đâu, đỏ đô đó. Tím đậm á mọi người nha, tím đậm. Rồi với một màu tươi mới hơn, màu hồng. Không có ba, nguyên cây này là hai, để em coi cây mới có ba không. Rồi lên giúp em luôn hồng, hồng hai mọi người. Bà ra đang cho Huệ Tăng, trời ơi má ơi cái à. Bà ra đang thảo 59 ngàn. Tím hai cho chị Hiến Nguyễn. Ok chị Thu Hà. Rồi hồng giúp Thảo luôn, hàng trung tuổi nha mọi người. Bán áo này 150, ai làm trong nghề cho coi bí quyết là bán lỗ. Và đã trắng cho chị Trần Hạnh. Thấy không, em không có kêu được ngoài chữ chị à, quen rồi. Thấy mình kêu tên nó bất lịch sự kiểu gì á, không kêu được. Không, lỡ mà mấy chị lớn tuổi hơn nhiều, ví dụ như cỡ ngang ngạn không ngửa mẹ em đã kêu chị rồi, đã kỳ rồi. Giờ tự nhiên cái kêu bằng tên cái tự nhiên giống như ngang hàng phải lúa, kêu không nậu không được. Mà mặc dù không biết là có những người trẻ hơn Thảo nhiều. Đỏ cho Huyền Chân. Cái này nó ném gì màu gì cũng biết nữa. Đỏ tím kia nó đậm thùi lùi đó. Nghe, không phân biệt được. Nước màu Khánh Chi, bờ ra trắng cho Ngọc Trâm. Bờ ra Thảo mặc là có đen trắng xám 69 ngàn. Nó là su, nó không phải là vải nha. Áo Thảo đang mặc là su. Rồi chưa về em không có chốt đơn cho chị Võ Thúy. Trên livestream của Thảo là chị có đặt sữa rửa mặt. Còn ai comment thì Thảo không có biết, nhưng mà bằng Facebook của chị, nhưng mà khi giao hàng chị không có chịu, chị nói chị không có đặt. Gọi điện vô shop live giùm em.
250 một cái sỉ á. Ai đi live tới chợ sỉ nó sẽ ghi ký hiệu nè. 250. Học gạch luôn. Để em coi còn cái nào size 3 em like cho. Ủa hết size 3 rồi hả? Hết hàng trên đó chưa? Nè đỏ này có 2 với 3 nè. Này Tết lấy không được hàng đâu mấy chị. Tết không rớ vô nổi nó. Hàng càng hàng trung niên lại càng mắc. Tại vì trung niên người ta sẽ thiết kế với vải chi tiết. Mấy chị từng cái đính đá của nó thôi mấy chị cũng thấy rõ ràng. Đỏ 2, đỏ 3 giùm Thảo nha. Đỏ đô quá. Nè có tím 4 luôn nè. Ui trời ơi. Đỏ 3 chị tiền trần. Đỏ 3 chị tiền trần nè. Có tím 4 nè. Chị nào mẹ quá to. Chị nào có mẹ có bà quá to. Tím 4 cho em. Ồ gâu nó bự lắm luôn á. Tím 4 cho tiền trần. Bự lắm. Cái dàn 2 đẹp quá trần nè. Dàn 2, 3 đủ size. Ồ vàng nè. Hết rồi, có cái à. Có cái 4 à. Trời má ơi, khủng khiếp. Trời mấy chị ơi, cái này nó đẹp. Thiệt á. Bà chị em á, bà nói em á, mặc đồ trung niên đẹp. Mặc đồ trẻ không khen, mặc đồ trung niên là kim sang. Trời ơi, mốt già không biết sang được không biết. Già tàn ngồi chầm hổm không thấy bà luôn. Dàn 3 cho hồng gấm. Còn dàn 2 thôi. Dàn 2. Hết rồi. Còn có đỏ 2 thôi mấy chị. 65kg. Đỏ 2 bằng 2. Mấy chị nào mà mấy chị mua không được, mấy chị gọi giùm em số hotline. Em có giải quyết ở trên livestream mấy chị ơi. Màu này là màu gì giờ trời? Màu này đọc chỉ em đi mấy chị, không biết đọc luôn á. Màu gạch hả? Gạch tôm hả? Còn tí nhạt nhạt em kêu gạch cá nha mọi người. Không biết kêu màu gì trời. Vàng 3 em hết rồi. Vàng còn vàng 2 thôi. Em còn nguyên lóc 2 nè. Đó thấy chưa, người lớn tuổi tàn lập giờ to. Tự nhiên nói sao nhỏ tao ốm giờ già tao mập. Có chị cô địa nó sinh lý nó khác ấy. Gạch mấy giờ tôi đọc gạch mấy quên nữa rồi. Gạch 2. Gạch 3 cho chị tiền trần. Chai nước màu cho chị Linh. Áo thảo mặc 250 đó, hàng trung niên đó. Rồi riêu 2, riêu 3 nè. Em mặc cho. Không, em còn gạch 2 à. Nè hồng nè mọi người. Nè riêu đủ size 2 với 3. Tối mà mấy ông Việt Nam mà đá vô trái hiệp 1 cái là tôi bán cho. Bao nhiêu chảo em đem xuống kho hết rồi. Nên tối nay tao có like được đâu. Riêu đủ size. Riêu 2 chị Hoa Nắng. Riêu 3 cho Nga Tỷ Tỷ. Riêu 3 cho Tuyền Trần. Còn riêu 2 thôi. Không có riêu 4. Có riêu này chắc là riêu ngắn tay. Còn riêu 2 thôi. Đang mặc thôi. Riêu 2 khoảng 60-65kg rồi. Nè. Có riêu 3 mà riêu 3 tay ngắn nè. Riêu 2 cho chị Tím nè. Đó là cái gì? Nè còn cái này riêu 3. Có chị nào lấy riêu 3 không? Ghi lại riêu 3 đi. Nha. Có 3 cái đúng không? Nè, có riêu 3 bự nè mọi người. Em để cho Linh Lan trước một cái nha. Lâm Xuyến trước một cái đi. Để mất công mà không được. Rồi không chịu nói Thảo. Còn cái này là riêu 3 tay ngắn. Riêu 3 cho Ngọc Hiền tay lỡ nè. Rồi ai lấy tay ngắn báo em. Cho Năm Lê tay ngắn. Không thể đẹp hơn được nữa luôn. Hồng 2. Đó một cái 200 mấy. Nãy giờ mấy chị thấy em xúc ra bao nhiêu cái. Hồng 2 giùm em nha. Riêu 3 tay lỡ. Riêu 3 tay lỡ có 2. À cái này khác mọi người. Nè mấy chị.
Rồi hồng tay lỡ hồng 2, hồng 2 cho Dung. Riêu 3 tay ngắn hết rồi, còn riêu 3 tay lỡ thôi. Còn riêu 3 tay lỡ. Này là riêu 2 nè. Riêu 2 với riêu 3 tay lỡ. Mẫu riêu 2 này đẹp nè, riêu 2 này trẻ trẻ tuổi xíu mặt cũng đẹp nè. Và ba mấy 40 mặt tuổi được nè. Riêu 2 mẫu mới nha. Riêu 3 tay lỡ có một cái không? Sách đâu rồi? Đâu? Nãy dục ra rồi hả? Hết rồi, riêu 2 cho Kim nè. Rồi, riêu 3 em hết rồi. Để em kiếm cho. Cái hồng 3. Riêu 2 cho Dung nè. Em còn cái riêu tay lỡ 3 nè. Em để cho chị Nguyệt Ánh nha. Nè. Hết rồi. Còn mấy cái nữa hết rồi. Hồng 3 cho Tiền Trần. Trần mua cho mẹ hả? Tím 3. Mẫu này có tím và hồng luôn. Hồng 2, hồng 3, tím 2, tím 3. Mẫu này có hai màu. Tím với hồng. Tím với hồng. Tím 3 hả? Tím 3 cho chị Tiền Trần. Rồi quên, Tiền Trần bữa nay hốt bảo hay gì ta? Coi chị Thanh Tuyền. Hốt bảo hả Tiền? Trời ơi, xuất xé, xuất xé, xuất xé. Hồng. Hồng 3 hả? Hồng 3 để em coi coi. Hồng 3 cho chị, từ từ, cho chị Phương Lê nè. Đó. 8 thở 10 thì chứ mới lên lần đúng không? Hồng em đang mặc là có 2 với 3. Cho mẹ mặc chứ mình đi mặc cái này. Người ta cười chết mấy chị. Một là khoảng tầm trên trên 40 tuổi. Mấy chị mặc sao mà được mặc cái thằng này. Tím hết rồi, bây giờ còn hồng thôi. Hồng 2 với hồng 3. Này là hàng U nha mọi người. Hồng 2 cho chị Tím. Nhiều ký mà không được, quan trọng là cơ địa của mấy bác á. Mấy bác sợ có bụng to, hoặc là mấy chị. Mấy chị mà 30-40 tuổi mà qua thời kỳ ấy có bụng. Còn hoặc là ví dụ như những cái mẫu này mà chị cần phối thêm một cái quần jean nữa thôi thì sẽ trẻ tuổi, khoảng tầm 3 mấy mình cũng có thể trang được. Tại vì nó mang tính chất sang nhiều hơn là đẹp. Nó mang tính chất gọi là quý tộc hơn tí xíu chứ không phải là kiểu cọ. Nên là nhiều chị ba mấy 40 tuổi mà biết cách phối cái quần trẻ thì mấy chị cũng mặc được. Nhưng mà mình tính không có tính ở cái kiểu mà thời trang, mà mình tính theo kiểu là sang trọng á. Ôi 60 nè, ôi chè. Dạ ok cô. Hồng 2 cho Phạm Nương. Ok chị Thanh Tuyền. Không phải đâu chị ơi, nó cài phần mềm á, tên Facebook sao là nó sẽ ra y chang như vậy chứ không có sửa được. Em còn hồng 2, hồng 3, hồng 2 em hết rồi. Vàng 2, vàng 3. Cô lâu lâu có quên kêu chị đừng có buồn nha. Cô Phương Lê, không biết được, không nhớ. Nhớ nổi, tên mọi người giống trùng trùng nhau, không biết ở đâu hết trơn. Có một số tên đặc biệt là Thảo nhớ, một số người là mấy có mấy cô là không nhớ nổi luôn. Tại tên có thể tên trùng tên đó mọi người. Sắc chưa? 150 giúp Thảo luôn. Hồng 2 em hết rồi. Hồng còn hồng 3. Vàng 3 là cho Tuyền. Ba Tuyền. Vàng 2 cho chị Ánh. Rồi, vàng còn vàng 2, vàng 3. Còn nữa không? Còn nhiêu đó nó hết đúng không? Vậy em đưa cho mọi người lựa nước luôn nha mọi người. Cho xong luôn ha. Còn nhiêu là em bán shop. Đưa mấy cái lẻ lẻ đây luôn. Không, lên này cho lâu lâu lên này luôn. Nguyễn Nam, lâu lắm rồi mới lên này chứ. Tại vì hàng này á mấy chị, là hàng bán, em bán lâu dài, bán quanh năm suốt tháng. Nên là có hàng đẹp là Thảo sẽ nhập. Mà Thảo cũng ít khi nào lên livestream lắm. Vàng 3 cho Nga tỷ tỷ.
tím size 2. Rồi tím 2 giùm Bảo luôn. Nu 2. Rồi sang mút chỉ màu chi luôn. Nu 2. Tím 2, nu 2. Thì nó có chủ đạo mấy màu này à. Tím 2 cho Ngọc Hiền. Màu riêu này đẹp nè. Tính lên. Nu 2 cho Thiên Kim. Riêu 2 luôn mấy chị. Trời ơi, hôm nay 3 giờ rồi ông nội cha ơi. Ngày hôm nay 4-5 tiếng rồi đó mấy chị. 3 tiếng mấy, nãy tiếng mấy nữa, 5 tiếng đồng hồ. Nè. Đây nó mà size 2. Tay đẹp ha. Riêu 2. Mình có nâu nữa nè. Không có riêu 3 rồi, có riêu 2 thôi. Riêu 3 là cái gì vậy? Riêu 3 vậy có mẫu này được không? Nè mẫu này có riêu 3 nè, chị Lê Hana có lấy em để luôn nè. Riêu 2 cho Cari nè. Rồi riêu 2 cho Cari. Size 3 này mọi người, còn 1-2 cái size 3 mọi lấy luôn đi. Riêu 3 giúp Thảo luôn. Còn được 3 cái size 3. Riêu 3 cho chị Tiền Trần nè. Rồi riêu 2 cho Nguyễn Hướng nè. Lấy cái gì thì comment mã giùm em. Riêu 3 là Đỗ Phương. Riêu 3 Đỗ Phương. Nguyễn Linh không có số chị ơi. Mua hàng chốt số giùm em nha. Còn cái riêu 3 nữa. Em còn cái riêu 3. Nu này là nu 2. Nâu 2. Có còn mấy cái, khoảng chục cái nữa đó. Rồi hết rồi đó mọi người. Vài bữa lại nhập tiếp vậy đó. Chị Lâm Xuyến hồi nãy chị đã chốt rồi chị ơi. Còn chị chốt mẫu nào thì không nhớ được. Còn chốt cái này mà xả cái kia, Thảo xin phép xả nguyên đơn hàng của mình nha. Lâm Xuyến đã có lịch sử bơm hàng rồi nè. Riêu 2 cho chị Nguyễn Linh. Nâu em còn nâu 2 đâu mà. Giờ nâu 2 cho Kim Mánh. Tự nhiên mua nãy giờ xong kêu lấy cái này nhé. Rồi em biết được đâu em lấy. Chị có lấy hàng không thì báo giùm em nha. Nâu 3 hả? Em coi coi. Không, còn nâu 2 không à. Thảo còn nâu 2 không à. Nâu 2 cho chị Phương. Để em coi size này size mấy. Size 2. Màu này là màu nu. Đó, còn khoảng tầm chục cái nữa đó. Ai lấy, mà đa số còn size 2. Em không còn cái size 3 nào hết đó. Con, đợi xíu, em thấy rồi đó. Tím á, ở đây có tím size 2. Đây đây, mấy cái này size 3 nào quý vị. Quý vị ơi, quý vị. Đây xe 3, đây có mấy cái xe 3 đây. Đây mấy cái xe 3 cho. Đang xả có 150 không? 300 gạt. Đang kiếm. Đây tím nè. Có bà Trùng muốn ngang bà già. Trùng là chết luôn á nha, Tiền Trần ơi. Tím 3 cho Tiền. Tím 3 hồng 3 giùm Thảo. Trời ơi cái hồng nó đẹp. Hồng 3 giùm Thảo luôn. Vẫn bớt mấy cái số đề này coi mệt quá. Rồi lên giùm Thảo luôn. Hồng 3 giúp em. Tím 3 hả? Tím 3 còn cái nè, cho lợt lắm. Kiếm cho. Coi cái nào còn 3. Đây, còn cái tím đậm thù lùi nữa. Hồng 2 với nu 2 thôi. Em đang mặc nu 2. Đây, bỏ đô đi, đừng có ghi tím nữa.
Trời ơi, nó đỏ, đỏ không biết đỏ sao, không biết tím sao để đọc. Nha, cái này đỏ đô ba với Thảo đi. Nó lẫn, có ba cái đỏ đô ba đó. Bây giờ em không nói ký được, bởi vì hàng nè, nó giãn tới gấp đôi cái áo. Tùy vô cái tạng của mấy bác, mấy cô. Cứ còn nói về ký là rất khó nói. Đỏ ba cho Ngọc Hiền. Ủa cái hồng là như xe 2 thì phải mở. À hồng 3 cho Linh Lan. Đỏ cho Tiền Trần, đỏ chị Đô Ri Tổ. Nô 2 chị Ngọc Dung. Ôi. Còn nô 2. Đỏ 2, đỏ 3 hết rồi. Còn đỏ 2 thôi. Gì mà? Đúng rồi. Đang bán bên nhà. Chị đang bán hàng hả? Con đang bán. Con bán giờ này cơ à? Ừ. Thôi mẹ. Không, đỏ còn size 2 mà. Nè. Thảo 55kg rồi đó. Đỏ 2 cho chị Thiên Kim. Tùy vô tạng người của mấy bác. Đỏ 2 chị Như Quỳnh. Thiệt mà, 5 thở 10 thì mới bán đó chị. 2 năm rồi chưa bán. Cứ lấy hàng rồi bán ở shop, cửa hàng là đa số. Nu 2 nè. Đó ở đâu rồi? Nu 2. Nu 2 giúp Thảo luôn. Riêu 2. Nu 2 để em dở mấy cái em chưa dở ra cho. Màu của nó thì tựa nhau, nó chỉ khác đính đá, ren này kia nọ thôi. Chứ đa số nó cùng một form, nó chỉ khác những cái họa tiết ở đây thôi. Nu 2, riêu 2. Với đỏ 2 giúp em. Kéo giãn ra cho đấy. Đấy, thấy chưa mấy chị, khác không, nhưng mà tùy vô. Cũng như người mấy cô mà bị sệ bụng ra rồi, thường mấy cô sẽ không mặc như thế này. Cái này có 70kg mấy chị mặc cũng vừa, nhưng mà quan trọng là có những cô mà bây giờ tự nhiên có thấp người xuống mấy chị, rồi bắt đầu bụng với ngực phì ra thì người ta vẫn mặc được, vẫn vừa nè. Ngực này lên trăm mấy cũng vừa, nhưng mà nếu mà ôm quá thì mấy cô không thích vậy đó. Giữ những cái tạng người 65kg người ta thích, ồ ok, tao còn tươi mới, tao còn yêu đời, tao tìm ôm. Mấy chị ôm cỡ nào nó cũng vô hết trơn á mọi người nha. Đó, ví dụ như em siết em khoảng chặt chui hai cái áo vô được ấy, nên thành ra là Thảo không có giới thiệu kỹ rồi như thế. Rồi mấy chị lên giùm em đỏ với riêu giúp Thảo luôn nha. Đỏ với riêu hai cái lên cái nu nữa nè. Hồng chết cha rồi, hồng 3 còn mấy chị ơi. Hồng 3 em còn. Nu 2 cho Phạm Nương. Cái này em không thể báo ký như người trẻ được. Em cũng không canh theo tạng của Thảo được luôn. Tạng Thảo khác. Hết Nu 2 luôn rồi. Nè, ông ba Thảo con. Nó nãy giờ mặc ba lên là khác liền rồi mấy chị. Thấy ông ba thấy ghê không? Cùng bên. Nu 2 hết rồi. Trời ơi, một cái riêu ba không thấy được. Hồng 3 với riêu 3 nè. Còn mấy cái 3 cuối cùng nè. Còn vài bữa nữa có người xả ra thì nó lại còn. Hồng 3 với riêu 3. Hồng 3 riêu 3. Nè, còn cái này là nâu 2. Nâu 2 phải không? Hay nâu 3 đây? Nâu 2. Riêu 3 cho Hana. Rồi còn hồng 3 à. Rồi nâu 2 nè. Hồng 3. Nâu 2 cho Phạm Nương. Nâu 2 cho cô bà ngoại gấu. C
có mấy cái bán hoài cũng hết nữa chị. Má ơi, cái nu hai còn nữa nè. Hồng ba cho mi anh Phan. Nu hai nè mấy chị. Còn có một cái hồng ba. Vàng ba còn nữa. Vàng ba còn nè, vàng đủ size nè. Tí lú ra cái, tí lú ra cái nè. Vàng đủ size nè bà con cô bác ơi. Vàng đủ size nha. Nu 3, hồng 3, nâu 2. Như Quỳnh nu 2. Rồi còn cái này hồng nha. Chứ đừng hỏi nhiêu ký, nhưng điện cái toán hỏi người ta không biết được đâu chị. Mặt trực tiếp vào đây nè cho nó dễ ha. Rồi vàng đủ size. Thôi em ợp nha mấy chị. Nu 3 em hết rồi. Có vàng đủ size nè. Để em coi màu tím. Màu tím còn size 2 không? Màu tím còn size 2. Nu 3 em hết rồi. Vàng còn vàng, vàng 2, vàng 3. Đây tím còn nè. Tím đậm còn nè. 65kg bình thường chứ có gì đâu. Tím đậm size 2 nè. Nguyên cây này còn size 2. Màu vàng này thì còn size 3. Còn riêng cái này còn size 2 thôi. Vàng 3 là của Mai Anh Phạm. Tím 2 cho chị Nguyễn Xíu. Vàng, vàng 3 chị Mai Anh Phạm. Hết tím 2 rồi. Hết tím 2. Tím 2 còn mẫu khác xíu thảo lai cho. Riêu 2. Rồi riêu 2 nè. Vàng 3 cho chị Thu Phạm. Nè tím 2 còn cái nè. Tím 2 nãy tay lỡ phải không vậy? Rồi em để chị Trang Mỹ Dung nha. Nè thôi để chị Trang Mỹ Dung nè. Em đang mặc riêu 2 á. Riêu 2. Riêu 2 cho chị Đô Lê Thổ. Đi kiếm cho. Măng măng hỏi cũng ra à. Tím đậm tay 2 nữa nè. Nhưng mà biết tay dài tay tay ngắn. Tím đậm này tay ngắn. Rồi tím đậm này là tay ngắn nha mọi người. Đẹp không? Đó số ký thì nó khó nói vô cùng. 65, 70kg mặc cho tay 2 cũng chuyện bình thường. Rồi em ợp đây mọi người. Còn hai cái riêu 2. Đó còn mấy cái nè. Tím tay ngắn cho chị Linh. Tay ngắn hình như là còn ở đây nữa. Nhưng mà không biết là mẫu gì thôi. Nè khoai môn. À tím nhạt, tím nhạt. Chị Mỹ Linh ra phía rồi vậy? Chị Linh đó. Rồi vàng 3 là Lê Hana. Rồi bây giờ còn tím 2. Không biết ngắn tay còn mãi gì không biết. Lẻ đây vài cái. Nè tím này là tím nhạt tí xíu. Tay lỡ đính đá bên đây. Cho em xin tím ha. Để em coi có cái nào tay ngắn không. Tay ngắn nè chị Đôi Thò. Đó. Để em coi xe mấy. Xe 2. Rồi đó mấy chị thấy không. Rồi tím 2 giùm em nha. Rồi với lại hồng 2 giúp Thảo luôn. Trời ơi cái hồng nó đẹp. Tím 2 hồng 2 giúp em. Tím 2 mươi. Vàng 3 cho Mai Anh Phạm nè. Mi Anh Phạm.
Chị comment nhiều lần là nó dính giống nhau á nha chị Minh Phạm. Comment chưa? Màu vàng chị comment chưa? Có comment nữa à. Hồng 2 cho Ngọc Ánh. Rồi. Còn tím 2 với hồng 2 là tay ngắn. Ủa tím tay ngắn còn cái nữa nè. Tím tay ngắn còn cái hả? À không 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 không. Không tím tay dê rồi. Hồng 2 họ đang mặc á. Rồi nghỉ nha ba mấy rồi. Bye bye mấy chị. Hẹn gặp lại mấy chị nha. Mốt. Rồi đơn này em cho chốt hàng nha mọi người. Đơn này không biết nhiều hàng chưa. Tím 2 là cho chị Lâm Xuyến nè. Hồng em thảo mặt là hồng gì quên nữa rồi. Hồng 2 mọi người. Tím đậm tay ngắn size 2. Hết rồi. Hết rồi, em còn cái hồng tay ngắn thả mặt nữa là hết rồi. Thôi chị Thiết Phạm Thủy ơi, giờ em lựa không nổi đâu. Hầu như cái nào cũng có ren ren à. Em đang mặc ở trên người. Khoái tím tay ngắn. Em ơi set vàng. Trời đất ơi. Biết set nào đâu. Trời đất ơi ba má không. 3.000.